Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm con này thì giá chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Rất là tiện ích luôn này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào cho em này. Đấy, trước khi dùng thì các bác lưu ý cho em xem kỹ em làm nhá. Bình thường thì các bác dùng cái ngăn bên này nó sẽ không kêu nhá. Con này nó có thể đảo chiều được, khi đảo chiều nó sẽ kêu. Đó, đảo chiều nó sẽ kêu. Chạm nhẹ nó sẽ kêu một tiếng, chạm mạnh nó sẽ hú như này con này. Đấy, các bác nhá. Đó. Đấy các bác thấy không? Đây, bình thường nếu các bác dùng bên này nó sẽ không kêu nhá, và đảo chiều như này nó sẽ kêu này các bác này. Đấy. Đấy. Hú rất là mạnh luôn. Đấy. Thì khi các bác dùng thì khi mình không muốn, mình muốn chỉ khóa bình thường thì mình sẽ dùng như này. Còn khi nào mình muốn chống trộm thì mình đảo chiều lại cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con khóa chống trộm như này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái ổ khóa chống trộm như này. Cái này thì khá là tiện ích để cho các bác khi mà mình sử dụng trong công tác là phòng chống trộm cắp, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì rất hợp lý. Có cho các bác là 3 chìa rãnh như này nhá. Có hẳn cho các bác 3 cái chìa rãnh như này luôn. Thì dùng nó rất là sướng. Đấy, các bác có thể là dùng để vừa chống trộm này, vừa là nhiều chìa thì mình phát cho mỗi người nhà mình, mỗi người một chìa. Đấy, để mình dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đây cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm. Khóa chống trộm này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 một chiếc nhá. 80.000 một chiếc như này. Tiếp theo bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đồng hồ này. Đấy. Đây nó sẽ là một con đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex này. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng của thương hiệu Rolex đây. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đồng hồ Rolex như này. Giá của nó sẽ là 300.000 nhá. 300.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Có cả lịch các bác này. Đấy, đồng hồ này nó sẽ là đồng hồ, nó sẽ là cái dòng đồng hồ mà chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin chứ không phải đồng hồ cơ đâu. Đó, giá thì chỉ có 300.000 thôi. Con này đeo thì cực kỳ là đẹp luôn các bác này. Đấy, đeo lên tay rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đó. Trang nhã lịch sự rất là đẹp, sang trọng nhá. Giá thì chỉ có 300.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex. Đồng hồ Rolex giá sẽ là 300.000. 300.000 cho con đồng hồ Rolex như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con điện thoại 4 SIM nhá. Đây nó sẽ là một con điện thoại như này. Đấy, sẽ có cho các bác là 4 SIM luôn. 4 SIM nhá. Đấy, con này dùng rất là tiện ích luôn. Các bác chỉ cần bật nguồn lên cho em là xong này. Đấy, con này nó sẽ có thêm cho các bác là một cái đèn pin này nữa nhá. Một cái đèn pin đằng trước này luôn. Bật nguồn lên, sau đó thì mình lắp SIM vào cho em. Lắp SIM xong thì mình lại tắt nguồn đi, khởi động lại nhá. Lắp SIM vào sau đó thì tắt nguồn đi, khởi động lại cho em. Đấy. Các bác này, rất là ngon luôn nhá. 1 2 3 4 SIM này. Lắp cho em 4 SIM mà mình sử dụng nhá. Và đây nó sẽ có sẵn cho các bác một cái đèn pin rất là sáng luôn. Cái này nó không phải là đèn LED bình thường đâu, mà nó là một cái đèn pin rọi rất là rọi luôn, rọi rất là sáng nhá. Đấy, rọi rất là sáng luôn. Đấy các bác nhá. Đó. Và con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, khi các bác không sử dụng nữa thì mình tắt nguồn đi cho em nhá. Tắt nguồn khi các bác lắp SIM vào xong thì mình tắt nguồn đi. Sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc này, một cáp sạc và một cái ốp lưng luôn, một cáp sạc một ốp lưng. Giá thì sẽ là 450.000 cho một con điện thoại một con điện thoại 4 SIM như này nhá. 450k. Lên cho em là điện thoại 4 SIM nhá. Điện thoại 4 SIM. Giá sẽ là 450k nhá. 450k cho cái điện thoại 4 SIM như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái điều khiển cắm trực tiếp nhá. Bộ điều khiển cắm trực tiếp. Con này các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 nhà mình, sau đó thì các bác cắm quạt điện này hoặc các cái thiết bị khác qua đây, sau đó thì mình dùng cái điều khiển này từ xa đây. Đấy, mình sẽ tắt bật cho em và khoảng cách của nó sẽ là được 1 cây số nhá. Đấy, tức là điều khiển từ xa. Các bác có thể tắt bật bình nóng lạnh này, tắt bật quạt này, rồi máy bơm nước các thứ rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển từ xa giá sẽ là 290.000. Đó. Điều khiển từ xa này, điều khiển từ xa giá sẽ là 290k và bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con hút bụi gạo nhá. Các bác lên cho em là hút bụi gạo. Đấy, con này thì nó sẽ là đa di năng luôn. Vừa là hút bụi, vừa là hút bụi thường, vừa là hút thảm này. Vừa hút thảm luôn nhá, hút thường vừa hút thảm luôn. Con này thì hút rất là khỏe luôn nhá. Đấy. Con này thì nó đang hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, sạc pin vào cho em. Có sẵn đốc sạc rồi, có sẵn dây sạc các bác cắm vào củ sạc nhà mình thôi. Đó. Và nó sẽ vừa là hút bụi thường, vừa là hút thảm nhá, vừa là hút thảm, và nó sẽ có cho các bác là tia cực tím để diệt khuẩn trên thảm, trên giường nhà mình luôn. Rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em là hút bụi gạo nhá. Giá của nó sẽ là, lên cho em là hút bụi gạo nhá. Đấy.
hút bụi gạo này. Đấy, hút bụi gạo. Giá sẽ là 250k. 250.000 cho con hút bụi gạo như này. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dòng hút bụi như này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, thì các bác có thể dùng để mình đa di năng luôn. Bên này thì vừa hút bụi vừa là diệt khuẩn luôn nhá. Đấy, còn bên này thì là hút bụi thông thường. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một cái cặp lồng có này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng nhá, cặp lồng. Đấy, cặp lồng hay còn gọi là cà mèng. Con này thì hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Cái nắp này của nó thì có thể dùng làm bát ăn cơm luôn này. Đấy, một ngăn này, hai ngăn này và một ngăn to nhá. Con này thì có vừa là tính năng giữ nhiệt, vừa là các bác dùng để đựng canh riêu nhá. Đấy, nó sẽ có 3 ngăn này, con này 3 ngăn rất là tiện ích luôn. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn nhá, và có nắp nắp làm bát được luôn. Đây, bằng inox 304 nhá. Hàng rất là xịn sò con bò luôn. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ cao cấp luôn. Dung tích của nó là 1,6 lít nhá, 1,6 lít. Gọi đi. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng nhá. Đấy, lên cho em là cặp lồng, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho con cặp lồng như này. Rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ổ điện xanh nhá. Lên mã giúp cho em là ổ điện xanh đây. Đấy, con này thì có công tắc đóng ngắt này, dây dài khoảng trên 1 mét này, có 3 cổng USB, có đèn báo này, 6 chân cắm luôn. Đó, nói chung là con này hàng đa di năng rồi. Công suất của nó là 10A 250V. Giá thì chỉ có cho các bác là 55k thôi. Lên cho em là ổ xanh này. Ổ xanh giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một con ổ xanh như này. Rất tiện ích luôn các bác. 55.000. Rất tiện ích luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gắp nóng các bác nhá. Gắp nóng. Con này thì tươi dưới kia sẵn. Gắp nóng nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình gắp bát, gắp đũa này. Đấy, gắp bát, gắp đũa hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. À, xin lỗi các bác, là để mình lật bánh này, chiên rán cá này, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, tức là đồ nóng nhá. Đồ nóng thì các bác dùng mình gắp cái này rất là tiện. Giá sẽ là 30.000. Lên mã giúp cho em nó gắp nóng nhá. Gắp nóng, giá sẽ là 30k. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện ích. 30.000 cho cái gắp nóng như này, rất là tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên thuốc về cho bác cái bình. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình mỏ vịt nhá. Bình mỏ vịt, con này thì sẽ là 250.000. 250.000 cho một con bình mỏ vịt như này. Con này thì hàng này nó sẽ là hàng giữ nhiệt. Đấy, giữ nhiệt này các bác này, giữ nhiệt 24 giờ này, dung tích của nó là 2 lít này. Lên cho em là bình mỏ vịt nhá. Giá của nó sẽ là inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, hàng cực kỳ dày dẫn luôn, cầm rất là nặng và đầm tay nhá. Các bác có thể dùng để hãm chè này, pha trà, pha cà phê này. Đấy, và có nắp đậy như này các bác này. Rất là tiện ích luôn. Thì các bác xoáy cái nắp này vào đây cho em. Đó, và đến cái nấc này các bác nhấp này. Đấy. Con này thì hàng inox 304 thôi nhá. Inox 304. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, Su 304 này. Đấy, hàng có thương hiệu luôn. Lên mã giúp cho em là bình mỏ vịt nhá. Bình mỏ vịt 250.000. Đấy, dung tích của nó là 2,5 lít cả vỏ nhá. 2,3 lít nhá, 2,3 lít. À, dung tích con này chắc là khoảng 2 lít thôi bác nhá. 2 lít thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Giá thì sẽ là 250.000 nhá. 250.000. Lên cho là bình mỏ vịt 250.000 các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hàng Tết này. Thì sẽ có cho các bác là cái táo khô của Nhật nhá. Đấy, táo khô của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một bịch táo khô như này nhá. 100.000. Đấy, 100.000 cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà này, hoặc là mình dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là hãm nước uống rất là ok nhá. Đấy, một bịch này là 100.000. Còn bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô nhá. Nho khô thì hàng này nó sẽ là hàng của thương hiệu Samsung đấy. Samsung của Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là một cái bịch nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một bịch nho khô như này. Đây, chất lượng nho đều đẹp, màu tự nhiên. Màu tự nhiên nhá. Đấy các bác thấy không? Đây, cái màu nho tự nhiên rất là đẹp luôn. Chất lượng nho khô đều đẹp, màu tự nhiên rất là đẹp. Giá sẽ là 90k cho một cái bịch nho khô như này nhá. Đấy, nho khô 90.000, còn táo khô thì sẽ là 100. Đấy, nho khô này thì nó sẽ là dòng của Hàn Quốc nhá. Đấy, tiếp theo thì cái bóng đèn 8 cánh này, bóng đèn 8 cánh này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 195.000 cho một cái con bóng đèn 8 cánh này nhá. Hàng siêu sáng luôn. 195.000 các bác này, 195.000. Công suất của nó sẽ là 200W. Con này 200W nhưng mà nó là đèn LED cho nên nó rất là sáng luôn, 195.000. Còn ngoài ra thì bên shop vẫn có cái dòng 6 cánh nhá. Đấy, à, dòng 5 cánh, 5 cánh thì giá của nó sẽ là 125.000, 125.000 cho dòng 5 cánh các bạn. Còn con này thì của nó là 8 cánh rồi. 8 cánh này thì sẽ là 195.000 nhá, 195.000. Còn đây,
Cái con này nó sẽ là dòng 5 cánh đây các bác này, 5 cánh đây, rất sáng luôn. Mắt của nó là mắt LED, con này sẽ là 125.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy hút thổi bụi bằng điện nhé. Con này thì nó sẽ chạy bằng điện, giá thì chỉ có 260.000 thôi, cắm điện trực tiếp điện 220V, công suất của nó thì khoảng 700W, cực kỳ khỏe luôn. Đấy, 700W nhá, rất khỏe luôn, vừa hút vừa thổi bụi được luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, giá thì chỉ có 260.000 thôi, em giới thiệu qua thôi. Con này bán rất là nhiều rồi, hàng này thì nó sẽ là một cái dòng rất là tiện ích cho các bác dùng để mình hút thổi bụi rất là ok. Đấy, đây, đây, lắp vào nó sẽ như này nhá, vừa hút vừa thổi bụi được luôn, 260.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Hello chào các bác nhá, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết, hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật, giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây, con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông đắp mùa hè đều được hết. Đó, kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bạn nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy, máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó, dùng rất là đã luôn. Đó, và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá, hai màu này đều siêu sạch luôn. Nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là
hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây, đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40x60 nhá. 40x60 các bạn này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá. 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một số mã hàng rất mới. Đó là mẫu giày da anh em nhá. Chất liệu của nó thì là 100% là da bò tự nhiên. Đó, và sẽ có cho các bác là mẫu giày và mẫu sục. Bên em có hai mẫu. Cái này thì nó liên quan đến kích thước của chân, cho nên là các bác xem mình nhớ là mình đi cái kích thước nào, số size bao nhiêu thì báo chính xác giúp cho em, để em lên đơn cho các bác cho nó tránh nhầm lẫn nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó thì hôm nay bên shop về cho bác cái mẫu giày đầu tiên, nó sẽ là giày sục nhá. Giày sục thì các bác lên cho em là giày sục này, thì nó sẽ có hai mẫu là sục đặc và sục có lỗ như này. Đấy, sục đặc và sục có lỗ như này thì các bác muốn lấy đặc thì lấy, mà lấy có lỗ thì lấy nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Mẫu này đầu tiên nó sẽ là mẫu có lỗ này. Đấy, nó sẽ là dập lỗ như này nhá. Dập lỗ như này. Chất liệu thì bên em làm nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên và có khâu hết các bạn này. Đấy, có khâu hết như này. Cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Cỡ của nó thì sẽ là từ 38 đến 42. Từ 38 đến 42 bác nào vừa chân nào thì lấy mẫu đấy cho em. Từ 38 đến 42 nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là sục lỗ này. Đấy, sục lỗ này. Tiếp theo thì con này nó sẽ là sục đặc này. Đấy. Sục thì bên shop sẽ có hai mẫu cho các bác. Hai mẫu cho các bác, đó là sục lỗ và sục đặc, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Màu sắc kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Cỡ thì sẽ là từ 38 đến 42. Mẫu này thì sẽ dành cho các bác là gọi là các bác muốn nhanh. Đấy, lười, nó cũng gọi là giày lười cũng được, hoặc là sục cũng được. Đấy, thì em gọi là sục cho nó dễ. Thì các bác lên cho em là sục lỗ và sục đặc nhá. Đấy, giá thì sẽ là... Thì các bác lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc nhá. Đấy, sục lỗ này. Đó. Sục lỗ hoặc là sục đặc nhá. Nó có hai loại. Đó, thì giá sẽ là 290.000 nhá. 290k cho một đôi. Đấy, 290.000 cho một đôi. Bác nào muốn lấy lỗ thì lấy, mà lấy đặc thì lấy. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên. Hàng cực mềm luôn. Bao cho các bác test thoải mái luôn nhá. Test bật lửa đốt thoải mái cho em. Các bác cứ đốt vào giữa này, đừng đốt vào chỉ nhá. Đốt vào giữa này cho em này. Đấy, em bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Đốt test thử thoải mái. Lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc thì bên em sẽ có hai mẫu như này, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000 cho một đôi sục như này nhá. 290.000 cho một đôi sục như này. Tiếp theo thì bên shop sẽ có cho các bác là mẫu giày đây. Đấy, mẫu giày thì nó cũng có cho các bác là từ size 38 đến size 42. 38 đến 42. Đó, mẫu giày. Đấy, giày này thì nó sẽ là giày nam, chất liệu là 100% là da bò nhá, 100% là da bò. Và có khâu hết cho các bác luôn. Đấy, đã khâu trước hết cho các bác như này. Cho nên là các bác yên tâm về mà sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng mới tinh cho các bác luôn nhá. Đấy, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng. Thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu da của nó thì các bác biết rồi. Đấy, chất liệu da của nó thì nó là bằng da bò tự nhiên. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Đốt tét thoải mái, da bò tự nhiên. Siêu mềm cho các bác luôn nhá. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng đây. Chất da cực kỳ là mềm. Da mới mà đã mềm như này rồi, các bác chỉ cần đi trong vòng là một tuần thôi là nó mềm nhũn ra luôn. Đấy, rất là chất lượng này. Đấy, đế của nó sẽ là đế cao su nhá. Đi cực kỳ là mềm và êm ái này. Đấy, và có khâu hết như này luôn. Đó, và kích thước bên shop đang gửi đến các bác thì nó sẽ là từ 40, từ 38 đến 42. Đấy, từ 38 đến 42. Đây. Đấy. Và giá sẽ là 390.000 cho một đôi như này thôi. 390.000 các bác nhá. Đấy, 390.000 cho một đôi giày như này. Đôi này nếu mà các bác vào cửa hiệu mà mua thì nó sẽ bán cho các bác khoảng 6-700.000. 6-700.000 cho một đôi giày như này. Nhưng bên shop bán cho bác giá chỉ có 390.000 thôi. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. 390.000 cho một đôi giày như này. Các bác lên cho em là
giày nam nhá. Đấy, lên cho em là giày da đi, giày da. Cái này thì các bác lên cho em là giày da, giá sẽ là 390.000. Đấy, lên cho em là giày da này. Đấy. Giày da nhá, giá sẽ là 390.000 cho một đôi. 390.000 cho một đôi. Kích thước của nó là từ 38 đến 42. Bác nào đi cỡ chân nào thì lấy đúng cỡ chân chuẩn cỡ cho em, để tránh cái việc là hàng gửi đến không vừa, hoàn đi hoàn về nó mất, rất là mất công các bác nhá. Và gửi đi vận chuyển đi nó hỏng hàng. Cho nên các bác lưu ý đúng kích thước giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày giày da. Giá của nó sẽ là 390.000 cho một đôi giày da như này. Hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, tuyệt đẹp cho các bác luôn. Đều có khâu vá hết như này thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng đen nhá. Thắt lưng đen. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng đen này. Đấy, mặt của nó thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, mặt tráng gương cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò tự nhiên và nó có cái màu đen rất là đẹp như này. Và lẫy của nó thì nó sẽ là lẫy trượt nhá, lẫy trượt. Đấy, lẫy trượt như này. Lấy con trượt như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này cho em này, đẩy vào này cho em. Đó, đẩy vào này. Đấy, khóa của nó thì rất là ngon luôn, rất là ngon các bác nhá. Đó. Thì con này rất là đẹp các bác nhá. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền hết nhá, mặt đúc liền, rất đẹp cho các bác luôn. Mặt đúc liền như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con thắt lưng da bò như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen để tránh nhầm với các cái mẫu khác, tại vì bên shop cũng có khá là nhiều mẫu luôn. Đó. Mã này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đen này. Thắt lưng đen, giá của nó sẽ là 160.000 một chiếc nhá. 160.000 cho một chiếc thắt lưng đen như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho các bác cái lô đó là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy. Các cái kiểu mặt thì nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, các cái kiểu mặt thì đều là mặt đúc liền, tráng gương và nó cũng như nhau. Con này thì nó sẽ là hàng con lăn nhá. Hàng con lăn như này, đó. Và chất liệu của nó thì nó cũng là da bò tự nhiên. Và cái này của nó thì nó sẽ là da bò nguyên khối nhá. Da bò nguyên khối, còn cái kia thì nó sẽ là hàng theo kiểu là hàng may như này. Hàng may như này thì mỗi con nó sẽ có những cái kiểu dáng và cái độ đẹp khác nhau nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nguyên khối như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò. Đấy, nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA nhá, made in USA. À, dạng này của nó thì nó sẽ là hàng da bò nguyên miếng nhá. Da bò nguyên miếng như này. Đấy, thắt lưng da bò nguyên miếng như này. Thì con này giá của nó sẽ là 190.000. Các bác lên cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò nguyên miếng. Đó, thắt lưng da bò nguyên miếng. Giá sẽ là 190.000. Còn con này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Giá của nó sẽ là 160.000. 160.000 cho con thắt lưng đen như này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên shop cũng rất là nhiều mẫu mã để gửi tới các bác nhé. Đó. Hello, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 ship nữa nhé. Hôm nay thì em sẽ lên thanh lý một số các mặt hàng. Đầu tiên đó là cái máy tính trẻ em này. Đây nó sẽ là một cái máy để về các em lắp pin, cái lắp pin con thỏ nhỏ và mình sử dụng thôi. Con này thì nó là thuộc dạng là máy tính trò chơi thôi nhá. Nó sử dụng pin nhá. Đấy. Máy tính trò chơi và nó sử dụng pin. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho các em nó sử dụng. Cái này bên em bán là không kèm pin đâu. Hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy. Và nó sử dụng là đi 3 viên pin con thỏ như này nhá. 3 pin con thỏ này về nhà các bác lắp vào cho nhá. Đó. Khi mở ra thì mình đẩy hai cái lẫy này để mở ra này. Đấy. Kéo hai cái lẫy này ra sau đó thì mở lên này. Đấy. Đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Cái này thì nó có chạy gọi là chạy hình động này và có cả con chuột như này để cho các em nó vui chơi điều khiển này. Đấy, và phím này. Đầy đủ cho bác như này. Đấy, về nhà lắp pin và sau đó bật cái công tắc này lên là mình sử dụng thôi. Đấy, lên cho em là máy tính trẻ em. Con này em đang bán là 150.000 nhá. Đấy, đợt này thì bên em còn mấy cái nữa xả kho tri ân cho các bác luôn. Giá chỉ còn 60.000 thôi. 60.000 cho con máy tính trẻ em như này. Có cả miếng dán sticker các bác này. Đấy, có miếng dán sticker đây. Về nhà cho các em nó dán để mình vui chơi nhá. Giá thanh lý ngày hôm nay còn mấy con thôi.
sẽ là cho các bác thành lý cho bác với giá đó là $60 cho cái máy tính trẻ em như này. Lên mã giúp cho em đó là máy tính trẻ em, giá sẽ là 60k nhá, 60k cho cái máy tính trẻ em. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn thóc nhá. Đấy, đèn thóc đây nó sẽ là một con đèn pin kèm một cái cáp sạc như này. Đây cắm sạc của đây cho em đó. Con này thì pha của nó rất là sáng luôn, đây, pha của nó rất là rọi và sáng luôn. Và cũng còn mấy con nữa, em thanh lý nốt cho các bác một con đèn thóc như này nhá. Thanh lý nốt cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, 70.000 cho một con đèn thóc này các bác này. Đấy, giá thanh lý cho các bác là 70k cho một con đèn thóc như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn thóc, giá thanh lý cho các bác 70k thôi, giá chỉ có 70.000 cho một con đèn thóc như này. Đấy, còn mấy con nữa em cũng thanh lý nốt cho bác luôn. Đèn thì chế độ sáng mạnh, sáng vừa và có chế độ nhấp nháy các bác nhá, có 3 chế độ như vậy để cho các bác lựa chọn. Lên mã giúp cho em đó là đèn thóc nhá. Đèn thóc giá thanh lý sẽ là 70k cho một con đèn thóc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia đèn tinh dầu, đèn tinh dầu muỗi nhá. Đấy thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đèn và một tinh dầu như này. Đấy, một đèn và một tinh dầu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá. Đấy, đèn tinh dầu muỗi. Đấy, cái này nó sẽ là một đèn và một lọ tinh dầu này. Về nhà các bác xoáy cái lọ tinh dầu vào cái này cho em, sau đó thì bật công tắc này lên. Đó là khi tinh dầu này nó sẽ tỏa ra và nó sẽ đuổi muỗi đi nhá, sẽ đuổi muỗi đi. Đó, đèn tinh dầu đuổi muỗi, giá của nó sẽ là, các bác lên cho là đèn tinh dầu muỗi, giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Đấy, đèn tinh dầu muỗi này, đèn tinh dầu muỗi, đèn tinh dầu muỗi, giá của nó sẽ là 70k thôi. Đấy, giá 70.000 cho một con đèn tinh dầu muỗi như này, bao gồm cho các bác combo một đèn và một lọ tinh dầu. Đấy, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái máy chà gót chân nhé. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một máy chà gót, và bên shop có bán kèm cả cao ngựa luôn. Đấy, con máy chà gót này sẽ là 100.000. Đấy, các bác dùng để mình chà các cái phần gót tay, gót chân, hoặc là các cái phần nào mà nó bị da khô nứt nẻo nhá. Da khô nứt nẻo thì các bác dùng mình chà đi cho em. Đó, máy chà gót như này. Đấy, một con máy chà gót rất là ngon như này nhá. Đấy, da khô nứt nẻo, các cái phần da nào các bác bị dày này, bị thừa này, đấy các bác đưa vào mình mài đi cho em. Đó, sau đó thì chà xong thì mình bôi cho em cái cao ngựa này vào, bôi cho em cái cao ngựa này vào. Đó, thì con máy chà gót này sẽ là 100.000 và lọ cao ngựa là 30.000 nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là máy chà gót, giá sẽ là 100k. Đó, máy chà gót này, máy chà gót giá sẽ là 100k. Còn cao ngựa này thì sẽ là 30.000 nhá, 30k cho một lọ cao ngựa như này, 30.000. Cái cao ngựa này thì khi các bác bôi thì cái công dụng của nó sẽ giúp cho các bác là làm mềm và tái tạo các cái da bị khô nứt nẻ nhá. Đấy, làm mềm tái tạo da. Đó, thì rất là tốt luôn, thì các bác có thể bôi trực tiếp lên các cái phần nào mà mình vừa mài các bác nhá. Đấy, bôi lên. Giá thì sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Thì lên mã giúp cho em là cao ngựa, giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái khay hấp bánh bao rất là đẹp như này. Combo của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay như này, và các bác có thể dùng để làm, vừa làm khay để hấp bánh bao 50.000 này, vừa để đựng hoa quả luôn, rất là tiện. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một khay hấp bánh bao như này, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đấy, bằng inox rất là dày dẫn chắc chắn, dùng để hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả rất là tuyệt vời luôn. Hàng cao cấp và chất lượng này. Đấy, khay hấp bánh bao, giá của nó sẽ là 50k cái khay hấp bánh bao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái combo đó là cái bộ thắt lưng ví đồng hồ nhá. Đấy, ví thắt lưng đồng hồ. Con này thì bên shop đang bán là bao nhiêu nhỉ? 265.000. Đợt này về nhà thanh lý cho các bác còn giá chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. 230.000 giá thanh lý nốt, em còn 5 bộ. Tri ân khách hàng thanh lý nốt cho bác. Giá sẽ là 230.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng này, hàng của thương hiệu Pro này, một thắt lưng nhá, một thắt lưng. Chất da thì siêu mềm luôn. Đó, một thắt lưng chất da siêu mềm luôn. Tiếp theo là sẽ là một chiếc đồng hồ. Đấy, một chiếc đồng hồ, hàng cũng của thương hiệu Pro này. Đấy. Tiếp theo là một chiếc đồng hồ này. Đấy, một chiếc đồng hồ này.
Đấy, đồng hồ rất đẹp luôn các bác này. Đây. Đấy, các bác tháo cái lẫy này ra thêm này, nhấn vào là đồng hồ chạy này. Đấy, một chiếc đồng hồ này. Đấy, nếu đồng hồ hết pin thì về nhà các bác thay pin cho em nhá. Đấy. Hàng này thì vận chuyển từ nước ngoài về cho nên là có thể nó sẽ hết pin thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Về nhà mình thay pin giúp cho em. Một đồng hồ, một thắt lưng và một chiếc ví nữa. Giá sẽ là 220.000. Đây, một ví này. Đấy, đây nó sẽ là một cái ví như này. Đấy. Thì combo cho các bác là 3 món, một đồng hồ, một ví và một thắt lưng. Giá ví của nó cũng rất là mềm luôn. Đấy, có logo của hãng này. Đấy, rất đẹp nha, rất đẹp cho các bác luôn. Một đồng hồ, một ví, một thắt lưng và giá sẽ là 230.000 nhá. 230k cho một chiếc một combo như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là combo ví ví đồng hồ nhá, thắt lưng ví đồng hồ. Đấy. Giá sẽ là 230k thôi. Và bao phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Phí ship em mất 30.000 rồi. Tính ra vào chỉ có 190.000 thôi nhá. 190.000 thôi. Combo sẽ là 230.000 cho 3 món như này. 230.000 cho 3 món như này và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đồng hồ này em nói trước luôn là có thể nó sẽ bị hết pin nhá. Đấy, như con này là hết pin như này. Thì về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đồng hồ nhá, thắt lưng đồng hồ hoặc là ví đồng hồ hoặc thắt lưng đồng hồ đều được. Giá sẽ là 230k cho cái bộ thắt lưng ví đồng hồ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn năng lượng xanh nhá, đèn năng lượng xanh này. Đấy, giá sẽ là 260.000 cho con đèn năng lượng xanh như này. Con này thì nó sẽ là sử dụng pin năng lượng mặt trời này, hàng của Nhật nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Ngoài ra thì các bác có thể sử dụng sạc cũng đều được. Đấy, con này thì siêu sáng rồi. Đấy, các bác nhìn vào là sáng chói chang luôn, sáng mờ mắt đi luôn các bác nhá. Đấy, rất là sáng luôn. Đó, nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng đỏ, ánh sáng trắng và nhấp nháy cảnh báo nhá. Đó, con này thì kích thước của nó sẽ là 20x20 và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng xanh nhá, đèn năng lượng xanh. Giá sẽ là 260.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Bên em thì bảo hành lỗi đổi mới trong vòng 10 ngày, các bác yên tâm sử dụng này, hàng của thương hiệu Sansisa của đây. Đó. Lên cho em là đèn năng lượng xanh nhá. Đèn năng lượng xanh, đèn năng lượng xanh. Giá của nó sẽ là 260k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nồi hầm xương nhá. Lên cho em là nồi hầm xương. Giá sẽ là 280.000 cho một con nồi hầm xương như này. Đấy. Thì con này nó sẽ là có áp suất nhá. Đấy, nồi hầm xương có áp suất luôn. Đấy, nó có cái gen này. À, có cái lẫy này để các bác tăng được áp suất này. Các bác có thể dùng để hầm xương, hầm cháo này, rồi đa di năng luôn. Con này thì điện của nó sẽ là điện 220V, công suất là 800W và dòng 50Hz nhá, công suất là 800W. Và dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là nó không có dung tích mà nó có đường kính nhá, đường kính của nó là 24cm. Đường kính của nó là 24cm nhá, còn dung tích thì nó sẽ vào khoảng là 2-3 lít gì đấy các bác nhá, 2-3 lít gì đấy. Đây các bác này. Đó. 2-3 lít gì đấy thôi. Và con này nó sẽ là thuộc nồi hầm hàng của Nhật này, của thương hiệu Kaiyoshi này. Đấy, có 3 nấc nhá, nấc 1, nấc 2, nấc 3. Các bác có thể dùng để hầm xương, hầm cháo này hoặc là ninh đồ ăn thực phẩm đều được hết nhá. Đấy, có tráng đá chống dính luôn. Đấy, tráng đá chống dính như này. Lên mã giúp cho em đó là nồi hầm xương hoặc là nồi áp suất nhá. Nồi hầm xương hoặc nồi áp suất đều được. Giá sẽ là 280.000. 280.000 cho một con nồi hầm xương này. Đấy, hoặc nồi áp suất này, rất là tiện để các bác có thể sử dụng luôn. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, về nhà các bác chỉ việc là cắm điện và là sử dụng thôi. Bên em thì các mã hàng thì vẫn là bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, cho nên các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là nồi áp suất nhá. Nồi áp suất hay nồi hầm xương nhỉ? Lên cho em là nồi hầm xương đi. Nồi hầm xương. Giá của nó sẽ là 280k. 280.000 và bao ship cho một cái nồi hầm xương như này.
rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm, nó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Qua lên theo là bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100.000 cho một con bật lửa đồng hồ như này. Con này thì bên shop bán thì nó sẽ là không kèm pin nhá. Đấy. À đây. Đấy, bật lửa đồng hồ như này. Đấy. Và con này xin lỗi các bác là chưa có ga, về nhà các bác tự bơm ga chứ không phải là pin. Đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đó, bật lửa đồng hồ nhá. Đó, chức năng của nó là vừa làm bật lửa vừa là đồng hồ luôn. Đây, đồng hồ chạy này. Đó, các bác thấy không? Rất đẹp luôn, màu gỗ đỏ rất là đẹp nhá. Đó, bật lên thì nó sẽ có đèn báo như này. Lên cho em là bật lửa đồng hồ. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, và cái này thì về nhà các bác tự bơm ga nhá, 100k. Về nhà tự bơm ga, tự bơm ga. Đó, tự bơm ga vào cho em nhá. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một dòng bật lửa tiếp theo. Đó là bật lửa la bàn. Bật lửa la bàn con này. Đấy, đây nó sẽ là con bật lửa kèm la bàn luôn. Đấy. Thì con này rất là đa di năng nhá. Đấy, có khoảng 4 năm chức năng này. Thứ nhất là có la bàn này, thứ hai là có đồng hồ này. Đấy, la bàn đồng hồ này. Đấy, móc khóa này, khui bia này và bật lửa nhá. Bật lửa thì các bác bật ở đây cho em này. Đấy, bật đây cho em. Khi bật thì cái đèn này nó sẽ lên này. Đấy, cái đèn đồng hồ sẽ lên. Và đèn đồng hồ 7 màu luôn, rất đẹp nhá. Con này thì sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa la bàn, giá sẽ là 120.000. Và về nhà các bác cũng tự bơm ga cho em. Đó, bật lửa la bàn nhá. Giá sẽ là 120k. Và về nhà các bác tự bơm ga cho em nhá. 120.000. Về nhà các bác tự bơm ga. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bật lửa ngọc nhá. Đấy. Bật lửa ngọc đây. 6858. Bật lửa ngọc thì nó sẽ là một con bật lửa hình con rồng như này, và con này thì nó sẽ là dòng bật lửa đá nhá. Đá, về nhà các bác cho dầu vào cho em. Đấy, cho dầu bật lửa vào cho em để mình dùng thôi. Đấy, nó cũng có cho các bác là một con bật lửa kèm thêm cho các bác là đính một viên ngọc như này. Đó. Giá thì sẽ là bật lửa rồng này bao nhiêu? À, bật lửa ngọc. Ngọc cái này. Thì nó sẽ bao quanh cho bác là một con rồng như này nhá, và có một cái viên ngọc ngậm ở giữa như này, rất là đẹp này. Đấy, có một viên ngọc ngậm ở giữa như này. Đó. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đây các bác nhá. Đó, nó sẽ là một bật lửa có ngậm một viên ngọc như này, và bên ngoài của nó là hình con rồng rất là đẹp nhá. Đó. Giá sẽ là 130.000 nhá. Các bác lên cho em là bật lửa ngọc, giá sẽ là 130k. Đó. Bật lửa ngọc này. Đấy, có hình viên ngọc nên em gọi là bật lửa ngọc, giá sẽ là 130k. Và con này thì về nhà là các bác đổ xăng thơm vào cho em nhá, hoặc là dầu xăng ô tô cũng đều, xăng công nông đều được hết nhá. Đó. Và giá thì chỉ có cho bác là 130.000 thôi. Rất dày dẫn chắc chắn và rất đẹp luôn. Đó, khẳng định đẳng cấp luôn. Đựng trong hộp rất xịn sò này. Các bác có thể mua để làm quà, rất là đẹp. Giá thì rất là hợp lý thôi. Đây, chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này thôi. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Đó, bên em ship hàng toàn quốc. Nhận hàng các bác lưu ý là kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay, đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là mài dao ba khe nhá. Mài dao ba khe. Đấy, ba khe đỏ này. Đấy, lên cho em là mài dao ba khe đỏ, hàng của thương hiệu Katashiwa này. Katashiwa made in Japan nhá. Katashiwa made in Japan. Đó, lên cho em là mài ba khe đỏ nhá. Con này nó sẽ là dòng mài ba khe đỏ, cầm anh cái mài đầu bếp đây. Đấy, mài ba khe đỏ con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy, nó sẽ có 3 phần mài thô, mài mịn và mài bén. Cái bác cầm tay này cho em và mài từ bên trái sang bên phải nhá. Tay trái cầm và bắt đầu mài từ bên trái sang bên phải này. 1 2 3, mài thô, mài mịn và mài bén như này. Đó, và giá thì sẽ là 130.000 cho một con mài dao ba khe như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là mài dao ba khe đỏ này. Đấy, mài dao ba khe đỏ, mài dao ba khe đỏ, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho con mài ba khe đỏ như này. Đó, 130.000. Thì con này sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mài đầu bếp nhá. Đấy, con này thì bên em gọi nó là mài đầu bếp. Thì các cái đầu bếp của nhà hàng nó cũng dùng rất là phổ thông. Đó, và cũng độ sắc bén cũng như nhau thôi, nhưng con này thì nó mỏng hơn. Đấy, và người ta chuyên dùng để cho các cái đầu bếp.
ở bên Nhật người ta sử dụng đó. Thì con này giá chỉ có 40 cành thôi, nó sẽ nhỏ hơn nhá. Đấy, thì một dòng là dùng cho nhà hàng và một dòng là dùng gia đình, thì nó sẽ có hai dòng như này, đều là hàng của Nhật hết nhá. Đó, thì các bác lên cho em con này nó sẽ là mài đầu bếp. Đấy, nó cũng có 3 số như này. Đấy, có 3 số như này, 1, 2 và 3. Đó, thì các bác có thể mài theo số như này, 1, 2, 3 là ok. Đó, và mỗi cái thì các bác kéo đi kéo lại cho em từ 3 đến 5 lần. Đó, con này thì các cái nhà hàng người ta dùng rất nhiều, cho nên là bên em gọi nó là mài đầu bếp nhá. Giá thì sẽ là 40k thôi. Lên cho em là mài đầu bếp này, mài đầu bếp nhá. Mài đầu bếp giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho cái mài đầu bếp như này, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Các bác lên cho em là xiên hoa quả này. Ở đây nó sẽ là một cái xiên như này, một cái bộ xiên như này, bao gồm cho các bác là 10 chiếc luôn. Đấy, 10 chiếc xiên như này các bác này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này là 10 chiếc. Hàng thì bằng inox 304 của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling của Đức, hai hình người đây. Khá là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, khá dày dẫn chắc chắn nhá. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái con một cái bộ xiên hoa quả như này, giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho bộ xiên hoa quả bao gồm cho các bác là 10 chiếc luôn. 50.000 đúng không? 50.000 cho một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 10 chiếc, thì các bác có thể dùng để mình sử dụng đồ ăn trong gia đình nhà mình, ăn hoa quả hoặc là ăn đồ chiên, đồ nướng đều được hết nhá. Nó rất là sạch sẽ. Đấy, không cần phải dùng tay, nó mất vệ sinh. Lên mã giúp cho em đó là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả này. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là 50k trên một hộp này 10 cái luôn. Tính ra vào chỉ có 5.000 một cái thôi. Xiên hoa quả các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này nó là cái bộ bấm móng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, bộ 3 móng. Lên cho em là bộ 3 móng Đức này. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là 3 cái bấm móng như này, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy. Đây, đấy, hai hình người đây. Và nó sẽ có cho các bác là combo bao gồm 3 cái này. Đấy, 3 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. 3 cái như này, rất đẹp, rất xịn sò luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 100k thôi. Tất cả đều có cái mài như này hết nhá, đều có cái mài như này hết và có cái phần xanh này để cho các bác đỡ cái móng tay khi mà mình cắt ra này. Đấy, cắt ra thì mình đỡ vào đây. Rất là tiện ích luôn. Con này thì nó chuyên để cắt khóe nhá. Đấy, các cái khóe tay khóe chân nó khó luôn vào thì các bác dùng cái này chưa. Đấy, để mình đưa vào các cái khóe như này. Đó, đưa vào cái khóe này rất là tiện luôn. Đó, thì nó sẽ có 3 mã cho một bộ như này, bao gồm cho các bác là bấm móng nhỏ này, đấy, bấm khóe và bấm móng to. Đấy, 3 sản phẩm như này và giá chỉ 100.000 thôi. Đấy, tính ra các bác mua chỉ mất hơn 30.000 cho một cái bấm móng như này mà đựng trong cái hộp rất là xịn sò, thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng được. Đấy, hàng của Đức các bác biết rồi. Đó, rất là ngon luôn. Thì lên cho em là bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Bộ 3 móng Đức này. Bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ 3 móng Đức như này, giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 thôi. Giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác kia bộ 5 đĩa tròn nhá. Đấy. Cũng hàng của thương hiệu Winling của Đức luôn, hai hình người đây, hai người đây con này. Đấy. Bộ 5 đĩa tròn giá sẽ là 120.000 cho một cái bộ 5 đĩa như này. Đấy. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đây. Đấy, 5 cái đĩa như này. Bao gồm cho các bác là cái to nhất thì nó vào khoảng là 24 cm. To nhất vào khoảng là 24-25 cm nhá. Đấy, và cái nhỏ nhất thì cũng khoảng 15-16 cm. Đấy, rất là to như này. Bao gồm là 1 2 3 4 5, 5 cái đĩa như này con này. 5 cái đĩa rất là đẹp. Khá là dày dẫn luôn, rất là dày dẫn nhá. Thì các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, đồ ăn sống, đồ ăn chín, đựng hoa quả rồi chế biến lẩu liếc, đấy, các món ăn rất là ok. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Giá chỉ có 120.000 thôi. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120k cho bộ 5 đĩa tròn như này. Đó, giá khá là hợp lý cho nhà các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là bộ lưỡi kem nhá. Cái bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả lưỡi kem luôn. Đấy, cả lưỡi cả kem như này các bác. Đấy, cả lưỡi cả kem như này. Đấy, thì lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, lưỡi sẽ có cho các bác vào khoảng là 30 đến 35 lưỡi, hàng tùy theo lô, có lô 30 có lô 35 nhá. Đấy.
và một bàn cạo này. Đấy, một bàn cạo và một lọ kem. Đó, một bàn cạo một lọ kem như này thì về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Và giá sẽ là 60.000 các bạn, 60.000. Đấy. Về nhà thì các bác lấy lưỡi ra cho em. Đấy. Đây là cái vỉ lưỡi này, về nhà các bác bóc ra, sau đó thì mình lấy lưỡi ra mình lắp vào bàn là xong. Đó. Và lắp thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, các bác để ý một chút là lắp được thôi. Đây các bác nhá. Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này, cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Lưỡi kép như này các bác này. Đấy, hai lưỡi kép sáng bóng đẹp chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ bao gồm là cả kem cả lưỡi như này mà 30 lưỡi thì tính ra các bác mua chỉ có mất 2.000 một lưỡi thôi. Tính ra và chỉ có 2.000 một lưỡi thôi. 32 là 6. Đấy, mua mất có 2.000 một lưỡi, còn lại là các bác lời không cả một cái bàn cạo với một lọ kem như này nhá. Đấy, một bàn cạo một lọ kem như này nữa. Thì các bác lên cho em là bộ lưỡi kem giá chỉ có cho các bác là bộ lưỡi kem này giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi nhá. 60.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc nhanh cho điện thoại nhé, nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây, thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được, còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhé. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhé. 260.000, các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhé. Loa chữ G giá của nó sẽ là 260.000 và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm đó là cái Châu Hiền Hòa.
Vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhé. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài, con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhé. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nha, hay, trong trẻo và mượt mà các bác nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài. Giá nó sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài nhá. Đó. Loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá. 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200 còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dặn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế cong cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì
đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là, con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá, 4 lít đấy. Con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đấy. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì con này thì cái chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái vít cân ký và dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200.000 các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Và đơn nào trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển cọc trước, còn từ dưới 1 triệu thì bên em sẽ gửi ship code các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mã vít cân ký. Đó, thì em cũng nhắc lại một chút là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mà lấy dưới 200 thì lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là vít cân ký thì bên em bán theo cân nhá. Một cân của nó thì giá của nó sẽ là 110.000 một cân. Và một cân của nó thì được cái số lượng nó vào khoảng là từ 7 đến 12, 13 chiếc nhá. Từ 7, 12, 3, 12, 13 chiếc. Tùy theo số lượng không nhá, tùy theo số lượng. Và tùy theo cái loại to nhỏ lớn nữa. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là khoảng từ trên dưới 10 chiếc nhá. Trên dưới 10 chiếc cho bác như này. Đó. Thì hàng khá là đều đẹp cho các bác luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần là mua một cân như này thôi là tha hồ thoải mái dùng ở đây đây các bác này. Đấy, một cân của nó này, to nhỏ lớn bé này, có to có nhỏ này, có lớn có bé, có dẹt có ba khe cho các bác nhá, có dẹt có ba khe cho các bác luôn. Đấy, và thi thoảng thì sẽ có những con vít đóng như này nhá, thi thoảng sẽ có những con vít đóng như này nữa. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác có cả những con vít cách điện như này nữa nhá. Vít cách điện này thì các bác dùng để làm điện làm đóm cũng rất là an toàn luôn. Và combo cho các bác thì một cân thì tùy theo to nhỏ lớn bé. Đây, những cái cân này của nó thì nó cũng khá là vừa sinh, vào khoảng là trên 10 chiếc nhá. Một cân thì các bác sẽ nhận được khoảng trên 10 chiếc. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn dẹt tròn đầy đủ rồi. Đó, về nhà các bác cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đây. Đấy, nó sẽ là đều đều như này các bác này. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé. Có dẹt, có tròn, có ba khe, có mũi khế. À, có ba khe, có dẹt các bác nhá. Đấy.
rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và thi thoảng sẽ có cho các bác một con vít đóng như này nữa để các bác sử dụng, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Các bác lên cho em đó là vít cân ký nhá, vít cân ký giá sẽ là 110.000. Còn bác nào mà lấy nửa cân thì giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, lên cho em là vít cân này. Đấy, lên cho em là vít cân, giá của nó sẽ là 110k. 110k nhá. Đó, còn bác nào lấy nửa cân thì giá sẽ là 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít cân này. Vít cân. Đấy, giá sẽ là 110k trên 1 cân nhá. 110k trên 1 kg. Đó, trên 1 kg. Còn bác nào lấy lẻ thì sẽ là 5 lạng thì sẽ là 60k nhá. 60k trên 0,5 kg các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là combo là một dao và một lưỡi như này. Một dao một lưỡi như này. Thì con này bên shop đang bán cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá chỉ có cho các bác là 15.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua lẻ thì là sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một chiếc. Đấy, 10.000 một chiếc là vào 30.000 cho ba chiếc nhá. Đó. Còn mua lẻ thì bên em sẽ bán là 15k cho một chiếc như này. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì giá sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhựa cứng và bên ngoài thì bọc cao su non. Đấy. Dao thì cực kỳ là dễ tháo lắp lưỡi luôn, các bác chỉ cần tháo thêm cái lưỡi đằng sau này ra này. Đấy, và các bác đẩy ra thôi, đẩy ra thay lưỡi. Thay lưỡi xong mình lại cho vào. Đấy, rất là ngon lành, dễ sử dụng và tiện ích. Và con này thì dao của nó cũng khá là bén luôn. Đấy, thì combo cho các bác luôn. Mua 3 con thì sẽ là 30.000. Còn nếu các bác mua lẻ thì chấp nhận giúp cho em nó sẽ là nó sẽ là 30.000. Đấy, 3 con là 30.000. Đấy, còn một con thì sẽ là 15k. Một con thì sẽ là 15k này. Đấy, 15k. Còn 3 con thì sẽ là bằng 30k. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Hello các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác nào mua dưới 200 thì cộng cho em 30.000 ship nữa vào đấy các bác nhé. Đấy, vui vẻ hoan hỉ các bác nhé. Đấy, vui vẻ hoan hỉ các bác, đừng có ý kiến. Đấy, thì cứ mua 200 thôi, đơn hàng chỉ có 200 trở lên là bên em bao ship rồi. Cho nên là các bác đừng có mặc cả là 70.000, 90.000 có bao ship không, nó rất là mất công. Đó. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là kia ấm siêu tốc Đức nhá. Hàng này của thương hiệu Mega House của Đức này, Mega House của Đức. Con này nó sẽ là một cái dòng ấm siêu tốc kèm bình nước luôn. Đấy. Thì các bác có thể cho trà, cho cà phê, cho các loại đồ uống vào đây, các loại đồ uống vào đây. Cho vào đây sau đó thì mình đặt lên là mình đun sôi thôi, đun sôi trực tiếp là mình uống luôn các bác nhá. Bê ra là coi như là một cái bình uống nước luôn, không cần phải lòng hoàng mất thời gian rót ra rót vào nhá. Ví dụ các bác đun cái ấm siêu tốc bình thường thì lại phải rót từ cái nọ sang cái kia rất mất công. Buổi sáng các bác cho em tí lá lẩu các thứ linh tinh vào đây, sau đó thì mình đun lên thế là mình uống thôi, rất là tiện ích luôn. Hàng thương hiệu Mega House này, công suất của nó là 2000W nhá, 2000W luôn. Đấy, dung tích 1.8L, sử dụng điện 220V. Đây, thông số rất rõ ràng luôn nhá, thương hiệu Mega House. Đó. Và đây là cái đế đun của nó đây, cái đế đun của nó đây. Con này là cái đế đun của nó đây, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Rất chất lượng, rất ngon lành cành đào nhá, dung tích 1.8L bằng kính cường lực nhá, bằng kính cường lực đó. Lưu ý các bác là nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Còn khi mà các bác nhận hàng rồi là hàng có lỗi vỡ hỏng gì thì bên em không có chịu trách nhiệm đâu. Vỡ là bên em không chịu trách nhiệm đâu. Nếu các bác đã nhận hàng rồi, còn là hỏng thì hoặc lỗi thì bên em có bảo hành. Còn là các bác nhận hàng rồi mà ví dụ như là hàng vỡ hàng viếc là bên em không có bảo hành đâu. Tại vì là nhận hàng thì kiểm tra với ship, lỗi vỡ em cho hàng về luôn. Đấy, cho các bác nhận rồi các bác ý kiến thì nó khó lắm. Nên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, siêu tốc Đức này. Ấm siêu tốc Đức giá của nó sẽ là 290 cành nhá. 290k bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng đun thử thanh toán. Tiếp theo bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một con đèn cầm tay như này, 100.000 cho một con đèn cầm tay như này thôi. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Con này thì sẽ là có 3 mẫu đèn này. Một là con đèn gần này, hai là con đèn pha như này và ba là một con đèn dọi nhá. Con này dọi xa, cũng dọi khá là xa luôn và điểm sáng của nó rất là lớn nhá. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là một cổng sạc da nữa này. Và có cả tấm pin năng lượng mặt trời, nói chung con này đa chức năng luôn, dùng rất là tiện này. Đấy, sáng mạnh sáng vừa nhấp nháy này. Đấy, rất là nhiều các mẫu đèn khác nhau luôn. Đó. Đèn led này có này, đèn cầu có này và đèn pha dọi có này. Có báo pin, có sạc da, có báo pin, có sạc da nhá, và có pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, nó đang nháy này là có pin năng lượng mặt trời này. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Thì con này giá chỉ có 100 cành thôi. Và các bác dùng để mình ăn cơm ăn nước hoặc sử dụng đi lại, nói chung là rất là tiện. Đa di năng và giá thì chỉ có 100k thôi nhá, rất hợp lý cho các bác luôn. Anh em các bác lên mã giúp cho là đèn cầm tay, giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, cầm tay cái vòi đơn rồi đây. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
vòi nước nhá. Thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là vòi đôi và một mẫu là vòi đơn. Thì các em đang cầm đây nó sẽ là vòi đôi nhá. Vòi đôi tức là nó sẽ là chia ra làm hai đường nước này. Thì một đường các bác có thể dùng để mình bắt vòi nước vào đây để mình tưới cây. Còn cái này thì các bác hứng nước sửa rửa tay hoặc là hứng ra xô ra chậu trực tiếp luôn. Thì nó sẽ có mẫu là mẫu này là mẫu hai vòi. Thì các bác mẫu lên cho em là mẫu vòi đôi nhá. Vòi đôi này. Đấy, lên cho em là vòi đôi. Giá của nó sẽ là 75k cho một cái mẫu vòi đôi như này. Hàng inox 304. Đấy, cực kỳ chất lượng xịn sò cho bác luôn, sáng bóng đẹp. Đấy, và chia ra làm hai đường nước thì con này là vòi đôi, giá sẽ là 75.000. Còn có cái mẫu này thì nó sẽ là mẫu vòi đơn nhá. Con vòi đơn này thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Vòi đơn thì giá sẽ là 5.000, tức là con này chỉ có một đường nước thôi và con này hai đường nước. Đấy thì là vòi đơn hoặc là vòi đôi nhá. Đấy, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Vòi đơn là một đường nước, còn vòi đôi thì chia ra làm hai đường nước. Tất cả đều là bằng su 304, không bắt nam châm. Đầu vòi đầu viếc thì đều có gen và có gioăng hết nhá. Có gen xoáy, có gioăng hết. Thì các bác có thể kết nối với các cái đầu khác cũng đều ok hết nhá. Thì con này các bác lên cho em là vòi đơn nhá. Đấy, vòi đơn này. Vòi đơn giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho một cái vòi đơn như này. 55.000 các bác. Đấy. Thì rất tiện ích luôn. Hàng bằng inox thì bền đẹp chắc chắn rồi. Đấy, các bác lấy cái loại một vòi thì lấy, mà lấy cái loại hai vòi thì lấy thôi. Đấy thì hai vòi với một vòi thì cái giá tiền nó cũng tương đương nhau thôi. Đấy, giá thì sẽ là 75.000 cho cái vòi đôi và vòi đơn thì sẽ là 55.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái gãi lưng nhá. Gãi lưng này thì đây nó sẽ là một con gãi lưng. Đấy, đầu này của nó thì nó sẽ là bằng sừng này, đầu này bằng sừng này và bằng inox các bác có thể kéo dài ra vào khoảng là 40cm, 35-40cm thì đấy rất tiện ích nhá. Các bác có thể dùng để gãi lưng, gãi chân, gãi tay đều được hết nhá. Rất là tiện ích luôn. Đó, đầu bằng sừng và tay cầm bằng inox có quai đeo như này. Rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có 30k cho một cái gãi lưng như này thôi. Giá thì có 20.000 thôi nhá. Giá tri ân cho các bác, giá chỉ có 20.000 thôi. Lên cho em mã giúp cho em là gãi lưng nhá, gãi lưng. Giá sẽ là 20k. Đó. Lên cho em là gãi lưng này. Gãi lưng giá của nó sẽ là 20 cành cho một chiếc như này. 20.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia các bác lên mã giúp cho em đó là kia chắn gió bếp ga nhá, chắn gió bếp ga. Đấy, con này thì các bác lắp gần như là phù hợp với 100% các loại bếp ga luôn, tại vì nó có các cái chân lạch như này thì các bác cứ xoay đi xoay lại cho em. Đấy, và gần như là hợp hết luôn. Thì giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này. Lên cho em là chắn gió bếp ga này. Đấy. Chắn gió bếp ga, giá sẽ là 25k một chiếc. Con này thì ưu điểm của nó khi mà các bác đun nấu ấy thì gió nó sẽ tạt qua thì nó sẽ bị mất nhiệt và đẩy cái ngọn lửa của mình nó không đúng chỗ. Thì các bác đun cho em thì cho cái chắn gió này vào nó rất là tiện. Nó phải giảm được tới 3 đến 50% cái lượng ga bị tiêu thụ lãng phí ra ngoài nhá. Đấy thì rất là tiện ích luôn. Chắn gió bếp ga. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 25k thôi nhá. Đấy, khi các bác đun nấu bình thường thì nó sẽ hay bị đẩy ra ngoài, nhưng khi các bác cho cái này vào này, đấy thì cái lượng ga của nó sẽ hội tụ vào và nó sẽ không bị đẩy ra ngoài nhá. Rất là tiện luôn. Đó. Và rất hợp lý, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 một chiếc thôi. Mà các bác giảm được bao nhiêu ga, ví dụ như là các bác đun bình thường là 2 tháng là hết bình thì với cái này phải đun vào 2 tháng rưỡi một bình các bác nhá. Thì cũng ưu điểm hơn là nhiều. Hơn rất là nhiều và rất là sạch sẽ. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. Nhà nào có bếp đôi thì các bác mua 2 cái, bếp 3 thì mua 3 cái các bác nhá. Đó. Rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên tẩy lồng giặt nhá. Các bác lên cho là viên tẩy lồng giặt thì một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Đấy, 10 viên thì mỗi tháng một hộp này của nó sẽ bao gồm là 12 viên các bác, 12 viên mỗi tháng các bác dùng một viên cho em. Đấy. Thì các bác chỉ cần là mình cho trực tiếp vào trong lồng thôi, sau đó thì các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đây. Đấy, bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên thì nó sẽ giúp cho các bác là làm sạch này, đánh tan các cái cặn bẩn rồi các cái dầu mỡ rồi các cái vết bẩn nó bám vào trong cái lồng giặt rất là bẩn luôn các nhá. Đấy, lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 20k. 20.000. 20k cho một cái hộp tẩy lồng giặt cái này bao gồm là 12 viên. Đấy, mới đầu mà các bác chưa tẩy bao giờ cứ cho em 3 4 viên vào cho nó sạch thôi nhá. Còn sau đó thì các bác cứ 1 tháng một viên cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kem đánh răng nhá. Hàng của Hàn Quốc này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng made in Korea này. Đấy, thì lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc nhá. Lọ này của nó thì sẽ là 120g và giá sẽ là 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Con này thì chuyên dùng để giúp cho các bác làm trắng răng luôn. Tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%. Bác nào răng đen, răng ố vàng hoặc là răng bị xỉn màu đánh cái kem này cho em. Đấy, giúp cho làm trắng răng rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc made in Korea vào này.
Đó, made in Korea, hàng của Hàn Quốc 120g. Giá sẽ là 40k một típ như này. Còn cái này là một vỉ nhá, một vỉ đây các bạn. Đấy một vỉ đây, chứ còn một típ của nó là một lọ thôi. Để em cầm tách ra, không nhiều khi các bác lại hiểu nhầm. Cái này chỉ rang thử hết thôi mà. Ờ thế thì thử đi. Đấy thì ở đây nó sẽ là một típ như này nhá, một típ như này. Đấy. Một típ như này các bạn ơi. Đấy. 40.000 cho một típ như này. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, cực kỳ trắng sạch và rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái kem đánh răng của Nhật. Con của Nhật này thì ưu điểm của nó là giúp cho các bác là chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. 170g. Con này thì dung tích của nó sẽ lớn hơn một chút nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ không có niêm phong đâu các nhá, không có niêm phong đâu. Mùi của nó thì cực kỳ là thơm và dễ chịu luôn. Đấy, không có niêm phong các nhá. Đó, mùi thơm dễ chịu. Giá thì sẽ là 60.000 cho con kem đánh răng Nhật như này. Đấy, 60k nha, lên cho em là kem đánh răng Nhật, giá sẽ là 60.000. Còn con của Hàn thì nó dung lượng nó ít hơn cho nên là chỉ có 40.000 thôi. Chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng đây, màu hồng này các bác này. Đấy. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng cực kỳ là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 60.000 cho một hộ kem đánh răng của Nhật như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy cạo râu 9D nhá. Giá thì chỉ có 95.000 thôi. 95.000 cho một con này. Con này thì ưu điểm các bác khi mà sử dụng ấy thì nó rất là nhiều tính năng luôn. Đấy, có cái phần đầu bàn chải massage này, có phần tăng đơ này, rồi có cả cho các bác là cái phần để tỉa lông mũi này. Đấy, và chức năng chính của nó vẫn là cạo râu nhá. Chức năng chính của nó là cạo râu đây. Đấy, đầu của nó là ba lưỡi như này này. Đấy, cạo cực kỳ là sạch luôn. Đấy, ba lưỡi như này, cạo rất sạch và cực kỳ là xịn sò luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Đấy, giá chỉ có cho các bác là 95.000 cho một con máy cạo râu này thôi. Bật lên này con này. Đấy, các bác nghe tiếng râu đứt chưa? Đấy, sần sạt luôn coi nhá. Tiếng râu đứt sần sạt luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Giá rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy cạo râu 9D nhá, máy cạo râu 9D. Giá sẽ là 95.000 cho một con như này. Các bác có thể dùng để mình cạo râu, tỉa lông mũi, rồi nói chung là chấn viêm, rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Giá khá hợp lý cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu 9D giá sẽ là 95k. 9D này, giá sẽ là 95k một bộ như này. Combo cho các bác bao gồm là 3 món luôn, 3 4 món tất cả luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái robot hút bụi nhá. Đấy, các bác lên cho em là robot hút bụi này. Đấy, tại vì bên em rất là nhiều máy cho nên các bác, nhiều dòng hút bụi cho nên các bác lên đúng tên cho em. Con này sẽ là robot hút bụi, về nhà các bác tháo cái này ra cho em này. Đó. Và bên trong này thì nó sẽ là nguyên nhá, sạch bóng sáng bóng nhá, sạch bóng sáng bóng luôn. Và bây giờ em sẽ test thử sản phẩm cho bác xem luôn. Con này thì một cái con robot hút bụi thông minh như này mà giá chỉ có 120.000 thôi, thì các bác xem 120.000 thì các bác nhận được những cái sản phẩm như thế nào. Đây, công tắc bật lên này. Đấy, và đây em sẽ để cho nó hút thử cho bác xem này. Chỉ cần 30 giây thôi là các bác đã biết cái lượng bụi của nó vào rất là khủng khiếp rồi. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là 120 cành cho một con robot hút bụi này thôi. Đó. Sau 30 giây hút thì đây là cái kết quả thực tế luôn các nhá, chứ không phải là màu mè hoa mỹ gì cả, kết quả thực tế cho các bác xem luôn và cực kỳ là sốc luôn các bác nhá. Đấy. Đây. Thì em sẽ mở nắp ra cho các bác xem này. Đấy. Chỉ có hút có 30 giây thôi mà các bác xem cái lượng bụi của nó vào bên trong này. Đấy. Bên trong thì sạch bong sáng bóng mà các bác xem nó hút vào rất là nhiều bụi này. Bụi của nó toàn bụi mịn thôi. Đấy, toàn bụi mịn thôi, cho nên là các bác dùng thì nên có con này để sử dụng trong gia đình nhà mình, để nó chuyên nó hút bụi cho các bác rất là tốt luôn nhá. Đấy. Con này thì chuyên hút bụi mịn rất là tốt luôn. Về nhà thì các bác tháo cái nắp này cho em, cái nắp này nó sẽ là ở cái chân xoay. Đó. Combo cho các bác như này, một cái con máy hút bụi như này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000. 120.000 cho con robot hút bụi như này thôi. Đấy. Lên cho em là robot hút bụi thông minh nhá. Đấy. Robot này. Đấy. Robot hút bụi này. Đấy, robot hút bụi. Hút bụi giá sẽ là 120k. Giá rất rẻ các bạn, giá rất rẻ luôn, chỉ 120.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn xanh nhá. Các bác lên cho em là đèn xanh.
Đấy, nó sẽ là một con đèn năng lượng xanh như này. Con này thì nó sẽ có cả dây sạc cho bác luôn, có cả dây sạc như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. Có tấm pin năng lượng mặt trời này, có dây cắm sạc trực tiếp này. Và dòng này của nó sẽ là dòng siêu sáng luôn, siêu sáng. Công suất mặc định của nhà sản xuất sẽ là 300W nhá, 300W. Đó, đây con này. Đấy, nó sẽ có ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng, ánh sáng trung tính này. Con này các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước này, hoặc là chiến công trình này, hoặc là sử dụng để mình lấy ánh sáng mình sử dụng trực tiếp luôn. Nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời như này. Và con này thì mặc định của nhà sản xuất thì thời gian sáng của nó sẽ là từ 5 đến 6 tiếng này, công suất là 3000W này, và sử dụng công suất của nó là 300W nhé, xin lỗi các bác, là 300W, và nó sử dụng pin năng lượng mặt trời. Đấy thì các bác có thể sử dụng trực tiếp pin năng lượng mặt trời, hoặc là các bác có thể cắm sạc cũng được. Hàng cực kỳ chắc chắn. Của nó thì khổ của nó là khoảng 20-20 nhá. Đấy, dài rộng là 20-20. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Giá thì rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là đèn xanh nhá. Đấy. Đèn xanh này, giá của nó sẽ là 260 cành. Đó, đèn xanh năng lượng mặt trời 260.000. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bình xịt chống thấm nhá. Lưu ý các bác là khi sử dụng thì mình lắc đều cho em trong vòng khoảng 1 phút đi. Đấy, lắc đều liên tục cho em trong vòng 1 phút để nó tăng cái áp lực của cái ga lên, thì nó đẩy thì khi các bác xịt thì nó mới ra được nhá. Đấy, nhiều khi nó hơi bị để lâu là nó sẽ bị nghẹn. Đấy, cho nên là các bác lưu ý giúp cho em, lắc đều trong vòng khoảng 1 phút. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu xịt này. Đây em sẽ xịt cho các bác xem này. Đấy, thì ví dụ như là tường nhà bị nứt này, thấm rột, các bác xịt vào cho em này. Đấy, vào theo. Đây. Xịt cho em thì các cái hạt nano như này. Đấy, nó sẽ vào và nó sẽ thấm hết trên các cái bề mặt, các cái phần rột như này. Đó, các bác nhá. Đấy, nó sẽ phủ kín luôn. Thì nó sẽ giúp cho các bác là chống bị thấm rột rất là tốt nhá. Lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000. Đấy, xịt chống thấm 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này nhá. 50k dung tích của nó là 450 lít. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đó, rất là tiện ích luôn nhá. Mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ, thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý ghi ra đấy, ai nhặt không biết lỗi. Các đồ vật khác đặc biệt hoàn toàn kháng nước. Cứ ghi ra đấy, những lúc nhặt thì âm mờ. Đưa đây ghi cho. 80 độ C, chống tiêu cực tím, bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay. Đi cái 7 màu đấy là được. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà. Đấy, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop cũng có cho bác một cái dòng chống thấm khác, đó là kia keo tôn dán chống thấm nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k. Thì các bác lên cho em là keo 10. Bản của nó sẽ là 10cm và dài khoảng 5m nhá. Bản 10cm dài 5m. Con này thì các bác cũng chuyên dùng để chống thấm rất là ok luôn. Đấy, thì đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Các bác này, mình mua về kiểm tra thử luôn nhá. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó còn có một lớp bi lông mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được. Các bạn nhìn kỹ nhá, bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn. Mình kiểm tra thì không hề bị dò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9,5 điểm các bạn nhá. Rồi ok, giá sẽ là 40k các bác nhá. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nếu các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship các bác nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cái lô dây điện Nhật các bác nhá, và rất nhiều mã hàng khác nữa. Các bác xem video thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 ship các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái hàng dây điện của Nhật nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là dây vàng và một mẫu là dây xanh. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Cái mẫu dây vàng này thì chiều dài của nó là từ 20 đến 30 mét nhá. Từ 20 đến 30 mét, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
190.000, 190.000. Chiều dài của nó thì từ 20 đến 30 mét, có lô thì 25 mét và có lô thì 30 mét. Nhưng mà thấp nhất thì cũng phải được từ 20 đến 25 mét thôi nhá. Đấy, và đây. Ổ cắm của nó cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Và đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ đúc nhá, ổ đúc chống va đập này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 190.000 thôi. Và có đèn báo các bác này, có đèn báo, dây này của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây các bác lên mã giúp cho em đó là dây vàng, giá thì sẽ là 190.000. Đó. Lên cho em là dây vàng nhá. Dây vàng này, giá của nó sẽ là 190.000. Và chiều dài thì từ 25 đến 30 mét nhá, giá sẽ là 190.000. Lõi của nó thì sẽ là khoảng 1.5. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây xanh nhá. Dây xanh thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là combo là 5 mét này, 10 mét và 30 mét nhá. 5 mét, 10 mét và 30 mét. Dây này của nó thì nó cũng là dòng dây ổ đúc có đèn báo này, dây ổ đúc có đèn báo. Và dây thì nó sẽ là dây của Nhật đây. Đấy. Thứ nhất là Japan này, nó Japan này, CU này là bằng đồng này. Công suất là từ 300 đến 500 V này. FA 2.5, tức là dây 2.5 nhá. Đây. Đấy, dây 2.5. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác theo combo. Đấy, dòng này thì nó cũng là dòng ổ đúc nhá, và nó sẽ có 3 chân cắm như này. Kết nối của nó thì khá là tốt luôn. Đó, khá là tốt luôn các bác, rất là chắc chắn luôn. Đó. Giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá như sau. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là theo mét nhá. Đấy. Thì dây 5 mét của nó này, 5 mét thì sẽ là 220.000 và bao ship này. 10 mét thì sẽ là 330.000 này, 330.000 nhá. Và 30 mét thì sẽ là 650.000. 650.000. Đấy, nó sẽ đắt gấp 3 lần cái dây thường kia, cho nên là các bác tiền nào của đấy thôi, các bác cứ lựa chọn cho nó hợp lý nhá. Dây thì cũng rất là mềm luôn, dây của nó dây siêu mềm như này. Con này thì các bác có thể dùng để hàn xì, để chiến công trình, rồi nói chung là làm đa di năng được hết. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây dây xanh nhá, dây xanh và dây vàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là túi du lịch à. Lên cho em là túi du lịch nhá. Bỏ anh cả cái túi da cái ra đây luôn. Đấy. Lên cho em là túi du lịch nhá. Có quai đeo, quai sách như này. Đấy. Giá thì bên shop bán theo một cái túi như này, giá của nó sẽ là 100 con này bao nhiêu nhỉ? Con này. Hai cái bằng nhau à? Các bác lên cho em là túi du lịch nhá. Đấy, túi du lịch vải này. Con này thì nó sẽ là bằng vải chống nước, cho nên là lên cho em là túi du lịch vải. Túi du lịch vải, giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con túi du lịch vải như này. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 45, chiều rộng là 25 nhá. Dài 45, rộng 25 và cao 25. Đó. Lên cho em là túi du lịch vải này. Đấy. Túi du lịch vải, giá của nó sẽ là con này là túi hay ba lô nhỉ? Ba lô du lịch nhá. Lên cho em là ba lô du lịch nhá. Đấy. Ba lô du lịch này, ba lô du lịch, giá của nó. Các bác lên cho em là ba lô du lịch nhá. Ba lô du lịch. Giá của nó sẽ là 100, đang bán 130 về cho bác, giá còn 120.000 nhá. 120.000 cho con ba lô du lịch vải như này. Đấy, chất liệu của nó bằng vải chống nước nhá. Bằng vải chống nước. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn phụ nhỏ này. Đấy, một cái ngăn phụ nhỡ này. Đó. Tiếp theo là sẽ có hai ngăn bên hông, và cái một ngăn hông này thì các bác có thể dùng để mình bỏ đôi giày, đôi dép vào đây. Đấy, rất là tiện này. Và cái ngăn này thì để các bác treo vào ba lô này, và ngăn nhỏ này thì các bác để các thứ linh tinh này. Đấy. Và rất hợp lý cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên cho em là túi du lịch vải nhá. Túi du lịch vải, giá sẽ là 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái ba lô du lịch bằng bằng da như này các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là ba lô du lịch bằng da nhá. Đấy, nó sẽ là bằng da như này. Kích thước của nó thì nó cũng như con kia thôi. Đó, như con kia thôi. Và chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 40. Chiều ngang thì 20-25 nhá. Đó, và nó cũng là một con túi như này. Con này thì nó gọn nhẹ hơn và cũng có quai đeo như này nhá. Có quai đeo như này. Con này thì chất liệu của nó bằng da nhá. Chất liệu của nó bằng da đây. Đấy, và giá thì sẽ là 130.000. 130.000 cho một con túi như này. Rất đẹp, rất lịch sự, các bác có thể dùng để mình đi du lịch này. Đấy, đi du lịch, đi công tác, đi chơi, đi học hành đều mang đi được hết. Nó rất là đẹp và lịch sự các bác nhá. Con này thì cái thiết kế của nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với con kia. Đấy, nó chủ yếu là dòng có một ngăn thôi. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là ba lô du lịch da nhé. Đấy, một con là bằng vải, một con là bằng da. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Con này thì sẽ là 130.000. Đó. Đấy,
lên cho em là ba lô da nhé, ba lô da giá sẽ là 130.000 đó, ba lô da này đó. Ba lô da giá của nó sẽ là 130k nhé, 130k. Con bằng da này là 130.000, còn con bằng vải này thì giá của nó sẽ là 120.000 luôn nhé. Con bằng vải này sẽ là 120.000, con bằng da này là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm rất đẹp, đó là cái ly bằng đồng nhá. Đấy, cái ly bằng đồng như này, một cái ly nhỏ bằng đồng này các bác này. Đấy, các bác có thể dùng để mình để trên ban thờ này. Đó, để trên ban thờ hoặc là dùng để mình cúng dỗ thì mình rót rượu này, rồi nói chung là dùng để làm ly uống rượu cũng được. Nó rất là nhỏ gọn xinh xắn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Đấy, một cái con ba lô rất là đẹp như này. À, một cái con ly đồng như này. Đấy, các bác lên cho em là ly đồng nhá. Đấy, lên cho em là ly đồng. Đấy, ly đồng rất là đẹp. Con này thì nó không có to và cũng không có dày đâu nhá. Nó vừa phải thôi. Nó vừa phải thôi các bác nhá. Giá thì đấy các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các nhá. Đấy, nghe cái tiếng kêu của nó thấy thích rồi. Lên cho em là ly đồng nhá. Ly đồng. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là ly đồng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30k cho một chiếc như này. 30.000 cho một chiếc ly đồng như này. Đấy, nó chỉ bằng hai ngón tay này thôi nhá. Chỉ bằng hai ngón tay này thôi các bác này. Đấy, nó rất là nhỏ thôi. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm, và cái bản miệng của nó thì chiều rộng của nó khoảng là 2 cm nhá. Đấy, chiều cao thì khoảng 5-6 cm và bản miệng rộng khoảng 2 cm. Đấy, nó sẽ là một con ly như này. Các bác có thể dùng để mình tiếp khách uống rượu bằng cái ly nhỏ này cũng rất là tiện này, hoặc để dùng để trang trí là ban thờ này, ban thần tài này, dùng để cúng lễ này. Đấy, rất là đẹp. Nó màu bằng vàng như này. Đấy, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp như này thôi. Lên cho em là ly đồng nhá, ly đồng. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc ly đồng như này nhá. Hàng này thì nhỏ nhắn xinh xắn thôi các bác nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là ly đồng nhá. Đấy, ly đồng giá của nó sẽ là 30k. Đó, lên cho em là ly đồng này. Đấy, ly bằng đồng, lên cho em là ly đồng nhá. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc. Đó, 30k trên chiếc ly đồng như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái kìm vàng nhá, kìm vàng. Hàng thì nó sẽ là của Nhật và xuất Mỹ. Đây là một con kìm đa di năng rồi. Con kìm đa năng dùng cực kỳ tiện ích cho các bác luôn. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là kìm vàng đa năng. Ở đây thì nó sẽ có là tuốt dây, bấm cốt, rồi cắt dây, xoắn dây, nó khoảng 5 chức năng cho một con kìm như này. Hàng Pro nhá. Đấy, Pro các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng Nhật và xuất sang Mỹ đây các bác này. Đấy, USA này. Đấy, USA đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 130.000 cho một con kìm đa di năng như này thôi. Lên mã giúp cho em là kìm vàng nhá. Kìm vàng giá của nó sẽ là 130k. 130k cho con kìm vàng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone. Thì con này nó sẽ là cả củ cả dây luôn, cả củ cả dây như này nhá. Bao gồm cho các bác là một củ này, hàng thương hiệu iPhone này. Đó, chính hãng iPhone nhá. Đấy, và một cái dây như này, một cái dây như này để các bác chuyên cắm cho điện thoại iPhone. Thì lên cho em là sạc nhanh iPhone. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 thôi. Chỉ có 60.000 cho một cái bộ sản phẩm bao gồm là cả củ cả dây sạc như này. Đấy, lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đây, iPhone 14 Pro Max này. Đó, iPhone 14 Pro Max nhá. Đó, lên cho em là sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho cái sạc nhanh iPhone như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn và giá chỉ có 60 cành thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này. Đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái máy như này. Đấy, về nhà các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, phím này, phím nguồn bật lên này. Đấy. Và sẽ có kèm cho các bác là một cái cáp sạc và một cái bộ thẻ bao gồm cho các bác là 222 từ vựng. Tổng nó sẽ có cho các bác là 112 cái thẻ nhá, 112 cái thẻ. Với đầy đủ các cái chủ đề khác nhau luôn các bác nhá. Đấy, ông bà bố mẹ này. Đấy, rồi xe cộ động vật, rồi nói chung là rất là nhiều phương tiện luôn. Đấy, đây, các bác thấy không? Đấy, xe cảnh sát các thứ này. Đây, em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đấy, đây các bác này. Đây, các bác cắm thẻ vào này. Đấy, kinh chưa các bác ơi. Đấy, tuyệt tué luôn các bác nhá. Đó, đây. Xe cứu thương. Ambulance. Úi giời ơi. Đấy, bác thấy chưa? Đó, có cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn nhá. Và cả hình ảnh minh họa luôn. Grandfather. Đấy, rất nhiều các cái chủ đề khác nhau nhá. Em gái. Nói chung là hình ảnh này, rồi âm thanh này, rồi là mô phỏng rất là chân thực nhá.
Tổng của các bác khi nhận được hàng nó sẽ là 112 cái thẻ như này, tha hồ cho các cháu vui chơi thỏa thức sáng tạo luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là máy đọc thẻ nhá, máy đọc thẻ. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá, 95.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này. Bao gồm cho các bác là 112 thẻ. 112 thẻ với các cái chủ đề và nội dung khác nhau. Đây anh đi kéo với cái lọ thuốc này. Đấy, 112 thẻ với các cái nội dung và chủ đề khác nhau nhá. Đó, tổng là 224 từ vựng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ này. Giá thì chỉ có cho các bác là 95k thôi. 95k cho con máy đọc thẻ như này. Con này các bác nên mua quá cho các em nó sử dụng. Vừa là sử dụng thiết bị thông minh này, vừa là tiện ích, vừa là ok cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là lòng bèn hắc lào nhá, lòng bèn hắc lào. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. Bác nào bị lòng bèn hắc lào nấm ngứa bơi hết vào đây cho em. Đó. Thì cái này nó sẽ là thuộc dạng típ nhá, và kem của nó là kem trắng. Bôi vào thì rất là mát và sử dụng thì rất là ok. Đó. Lòng bèn hắc lào nấm ngứa các bác bơi hết vào đây cho em. Giá sẽ là 25.000 cho một típ như này. Đặc trị lòng bèn hắc lào nấm ngứa cực kỳ là nhạy luôn không nhá. Đấy, lòng bèn hắc lào nấm ngứa cực kỳ là nhạy luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ lòng bèn hắc lào nấm ngứa như này nhá. Bôi thì cực kỳ là nhạy luôn, mà bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này nó sẽ là hàng gia truyền của Nhật cho nên là dùng cực kỳ là tốt, an toàn và rất là tốt luôn các nhá. Lành tính. Các bác lên cho em là lòng bèn hắc lào này, đó. Lòng bèn hắc lào, giá sẽ là 25k một típ nhá. 25k cho một típ lòng bèn hắc lào như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cành cam nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k cho một con kéo cành cam như này, có kèm cho các bác một cái lò xo luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan cho bác luôn. Thép SK5 không gỉ, chuyên dùng để cắt cành, cắt cây cực kỳ là ngon luôn. Nói chung là nhà bác nào thì cũng có cây có cành rồi. Đấy thì về các bác dùng để cắt tỉa cây, cắt tỉa cành rất là ok. Giá thì rất hợp lý nha, một cái con kéo cành, kéo cắt cành cam như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k. Hàng made in Japan này, nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, mà cái giá thì cũng rất hợp lý nhá. Có kèm hẳn cho các bác một con lò xo luôn để các bác về các bác sử dụng. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k. Đấy, lên cho em là kéo cành cam nhá. Đấy, kéo cành này, đấy, kéo cành cam nhá. Giá của nó sẽ là 70k cho một con kéo cành cam như này, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic karaoke nhá. Lên cho em là mic không dây nhá. Ngoài ra thì bên shop có hai loại mic dây. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng mic không dây. Về nhà các bác chỉ cần là bật cái nút nguồn này lên cho em này, bật nút nguồn này lên cho em này. Đó. Sau đó thì mình sử dụng thôi, nó rất là tiện. Con nào thì hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đó, có âm lượng của mic này. Đấy. Alo, alo, 124. Đấy các bác nhá. Đấy, hết pin thì bác sạc pin vào cho em, con này gần hết pin rồi. Alo, alo, 124. Alo. Anh đưa em về thăm quê anh. Đó thì về nhà các bác bật sạc pin vào cho em để các bác dùng để hát karaoke rất là ngon luôn. Đó, vừa là bắt Bluetooth nghe nhạc, vừa là hát karaoke nhá. Đấy, con này thì nó đang hết pin rồi các bác nhá. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là mic karaoke, mic không dây nhá, mic không dây. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho con mic không dây này thôi. Lên cho em là mic không dây này. Đó. Mic không dây, mic không dây, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con mic không dây như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước laser nhá. Con này thì dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình lấy thăng bằng này, rồi cao thấp, rồi mình đo mực thước, thước rút, thước giếc đều được hết nhá. Đây nó sẽ có cho các bác một con thước rút dài 2,5 m này. Đấy, thước rút rất là ngon luôn nhá. Đấy, thước rút rất là ngon, dài 2,5 m này. Tiếp theo là đến một cái thước đo này. Đấy, một cái thước đo bên này. Bên này một cái thước đo 15 cm nữa này. Đấy. Và ba cái mực thước này, ba cái mực thước như này. Và đặc biệt là con này nó sẽ có một cái dòng laser như này các bác này. Đấy. Thì các bác bật lên cho em. Đó, đây laser này các bác này. Đấy, em dọi vào tường cho các bác xem nhá. Đấy. Rất là rõ luôn các bác này. Đấy, tia của nó này rất là rõ nhá. Đó, và nó sẽ có hai loại, ba loại tia. Thứ nhất là lấy vuông này. Đấy. Đây là em đang lấy góc vuông các bác này. Đấy, đang lấy góc vuông đây. Đấy các bác chưa? Lấy góc vuông này. Đấy, tiếp theo thì lấy cạnh nằm ngang này. Lấy cạnh nằm ngang các bác này. Đấy. Gạt xuống thì lấy cạnh đứng này.
và cho lên giữa này thì là sẽ là lấy vuông không nhá. Đấy các bác cứ cho về giữa này thì nó sẽ là lấy vuông. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là cái đầu gạt ở đây các bác này. Đấy cái đầu gạt đây các bác gạt lên gạt xuống ở đây nhá. Đấy để mình điều chỉnh góc này. Rất là tiện cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k cho con thước laser này thôi, 90k. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó, xin gửi lời chào tới quý các bác chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các bác cứ mua hàng đơn hàng từ 200k trở lên là bên em sẽ bao ship, rất là đơn giản thôi. Thì các bác cứ xem cân nhắc kỹ trước khi mua hàng, tránh việc hàng gửi đến các bác không nhận. Các bác xem kỹ các cái mặt hàng, các cái mã hàng và các cái sản phẩm của bên em cho nó phù hợp với công năng, nhu cầu, mục đích và các cái mong muốn của mình thì mình đặt hàng các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái tô vít đen trợ lực nhá. Con này thì giá chỉ có 60 cành thôi. Nó sẽ là một con vít như này các bác này. Đấy, một tay công như này, một tay công và một cái bộ vít như này bao gồm là 2, 4, 6 cây. 6 cây này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 12 đầu này. Đấy, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tam giác đầy đủ cho các bác luôn. Đó và các bác lấy một con bất kỳ sau đó thì mình lắp vào đây. Con này của nó thì nó sẽ có điều chỉnh cho các bác cái chế độ dài ngắn ở đây nhá. Đấy các bác có thể cho ngắn nhất là nó sẽ như này. Đó dài thì các bác có thể đẩy dài ra tùy theo. Đấy. Con này thì nó sẽ có cho các bác là có xoáy nhanh này, có đảo chiều luôn nhá. Đấy, có đảo chiều đây. Đấy. Có đảo chiều xoáy ra xoáy vào và cái con này thì thép CRV và có trợ lực rất là tốt luôn. Thì một con vít đen như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k thôi. Lên cho em là vít đen trợ lực giá sẽ là 60.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ xem và mua đủ 200 là được bao ship rồi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Đó. Vít đen trợ lực này. Vít đen trợ lực giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho con vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ xe nhá, bạt phủ xe. Đấy nó sẽ là một con bạt và nó thuộc dạng là vải bạt tráng ni lông nhá, vải bạt tráng ni lông. Của nó thì chiều dài là 2m và chiều rộng của nó sẽ là 1m, chiều rộng 1m nhá. Đấy và con này các bác chùm lên xe đạp, xe máy, xe tay ga, xe đạp điện thứ đều ok hết. Lên cho em là bạt phủ xe nhá. Bạt phủ xe này. Bạt phủ xe giá thì chỉ có cho các bác là 50k trong chiếc bạt phủ xe này thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Các bác này nó sẽ là một cái con bạt như này. Đấy và đây là một cái con xe lết rất là to luôn và nó cũng phủ đi rất là gọn các bác này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình sử dụng để che phủ xe đạp, xe máy, xe đạp điện và các cái dòng phương tiện khác đều ok hết nhá. Đó. Hàng của nhà em thì nó đúng như trong video này luôn. Đó và phủ che như này rất là tiện nhá. Xe máy, xe đạp điện và khi gấp vào thì nó rất là gọn các bác nhá. Đây. Khi gấp vào nó chỉ nhỏ gọn như này thôi này. Đấy nhỏ gọn như này thôi cho nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 cho một cái bạt phủ xe như này nhá. Đấy gấp vào nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể để vào trong cốp xe hoặc là bỏ túi áo, túi quần đều được khi nào mà mình dừng đỗ hoặc là các bác mang đi làm. Đấy mà ví dụ xe cộ mình để ngoài trời thì mình phủ cái này lên cho em rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn năng lượng F1 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đèn năng lượng F1. Thì con này nó sẽ là thuộc dạng năng lượng mặt trời. Các bác không cần phải dùng ấy nữa, không cần phải dùng pin nữa. Không cần phải dùng điện nữa. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con đèn như này và một tấm pin giờ như này. Cái dây của nó thì dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Đấy và có điều khiển nhá và có 3 chế độ sáng. Con này thì rất là sáng luôn. Đấy, rất sáng luôn các nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là con này bao nhiêu nhỉ? 130.000 các bác nhá. Đây tắt đi này, bật lên này và có chế độ sáng 1 này, sáng 2 này, sáng 3 này. Nói chung là rất là sáng luôn các bạn, rất là sáng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó, có điều khiển này, bật này, tắt này. Đấy, bật này. Đấy, và có cho các bác là cảm biến nhá, cảm biến các bạn. Đấy. Cảm biến khi có người đến thì nó sẽ sáng và không có người đến thì nó sẽ tắt nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Đó, có cái mắt cảm biến ở đây và rất là sáng luôn. Có tấm pin năng lượng mặt trời như này về nhà các bác chỉ việc cắm vào cho em là xong thôi. Đó, rất hợp lý nhá. Có giá đỡ quay, giá đeo các thứ đàng hoàng nhá. Cầm cho anh cái đèn ấy ra đây. Thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con đèn F1 như này. Lên cho em là đèn năng lượng F1. Giá bên shop đang gửi tới các bác một giá là 130.000 nhá, 130. Lên cho em là đèn năng lượng F1 này. Đấy. Đèn F1 giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k. Cho con đèn F1 như này. Đó. 130.000 cho con đèn F1 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con này lên là cái đèn gì đấy? Cái này. Ừ.
Các bác lên cho em là đèn xanh 13 nhé. Con này giá sẽ là 250.000. Con này của nó thì 100% là pin năng lượng mặt trời và không có dây dợ lằng ngoằng gì cả, và nó sẽ có tấm pin sạc như này. Về nhà các bác chỉ cần là để ra ngoài trời là xong. Và con này thì nó là dòng siêu sáng luôn. Mặc định của nhà sản xuất thì con này của nó sẽ là 300W nhé. Đây, mặc định của nhà sản xuất này. Công suất của nó là 300W, thời gian chiếu sáng là từ 5 đến 6 tiếng nhá, từ 5 6 tiếng, công suất là 300W, hàng năng lượng mặt trời. Đấy, cực kỳ tiện ích cho các bác luôn. Chiều dài thì khoảng 20 cm, chiều rộng thì khoảng 17-18 cm, và con này thì nó là dòng siêu sáng luôn nhá. Nó sẽ có cho các bác là chế độ sáng mạnh này. Đấy, sáng mạnh thì rất sáng luôn. Sáng vàng này, sáng trắng này, đó, trung tính này, và cấp nhấp nháy cảnh báo SOS nhá. Đó, SOS cho các bác luôn. Đó, SOS như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đèn xanh 13. Con này thì các bác có cả chân cắm sạc và các bác có thể dùng pin năng lượng mặt trời cũng được, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhé. Đấy, các bác dùng cắm sạc cũng được mà dùng pin năng lượng mặt trời cũng được. Đây, nó sẽ có sẵn một tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Các bác về có thể cắm sạc trực tiếp hoặc là dùng pin năng lượng mặt trời. Con này thì công suất của nó là mặc định của nhà sản xuất là 300W nhé, 300W, hàng pin năng lượng mặt trời. Đấy, rất sáng các bác, rất sáng và rất tiện ích luôn. Lên mã thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là đèn xanh 13 nhé. Đó, đèn nó màu xanh mà, lên cho em là đèn xanh 13. Giá của nó sẽ là 250.000 à. 250k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn nhá. 250.000 và bao ship cho con đèn xanh 13 như này. Con này thì rất tiện, các bác có dùng để chiến công trình, ăn cơm, ăn nước, sửa chữa đồ nghề, đề phòng khi mất điện. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn năng lượng 3 cánh nhá. Lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Con này thì nó cũng là một tấm pin năng lượng dời như này, kèm thêm cho các bác là một điều khiển. Đấy, và dây thì dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một con đèn như này nhá, một con đèn như này. Con này thì siêu sáng luôn các bác. Đấy, siêu sáng luôn. Có cái công tắc ở đây đằng sau đây, các bác gạt lên cho em. Sau đó thì mình bật lên này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là 3 cánh luôn và rất là sáng nhá. Đấy, và có thể đảo hướng, đảo chiều như này thì rất là tiện. Các bác có thể dùng để ăn cơm, ăn nước này, hoặc là dùng làm công việc rất là ok. Và đây thì các bác cắm cái chân tích năng lượng vào đây cho em. Đấy, cắm cái chân tích năng lượng vào đây các bác nhá. Đó. Con này thì lưu ý các bác là khi mình muốn sử dụng thì mình phải rút cái chân năng lượng này ra nhá. Đấy, khi cắm cái chân năng lượng vào thì nó sẽ không lên. Đây, điều khiển của nó này. Đấy, sẽ có tắt đi này, bật lên này, cảm biến có người đi qua thì nó sẽ sáng này. Đấy, chế độ sáng 1 này, sáng 2 này, sáng 3 này. Đấy, chế độ 1 là sẽ là rất sáng luôn đúng không nhá. Đấy, sáng trắng như này các bác này. Đấy, và pin LED, sử dụng pin năng lượng mặt trời, rất là ok. Giá thì rất hợp lý nhá, một cái con đèn năng lượng mặt trời như này. Lên cho em là đèn 3 cánh nhá. Đấy, đèn 3 cánh. Giá của nó sẽ là 180.000. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn 3 cánh này. Đó. Đèn 3 cánh. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con đèn 3 cánh như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bàn là nhá. Cầm cho anh ở cái bàn là kia ra đây. Thì hôm nay bên shop về cho bác cái mẫu bàn là này, thì bên em lên nó sẽ là bàn là đứng, và giá của nó sẽ là 370.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là dòng bàn là hơi nước và thuộc dạng là bàn là đứng nhá, bàn là đứng. Có kèm cho các bác là một cái khay để các bác đựng nước này. Đấy, và đây là cái đầu của cái đầu bàn là, các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Đó. Và hơi nước nó sẽ ra ở đây. Hơi nước này của nó thì nó sẽ là siêu nóng luôn. Và khi các bác là thì cực kỳ an toàn. Hàng thì của thương hiệu Socani của Nhật nhá. Công suất của nó sẽ là 1500W. Dung tích nước của nó sẽ là 260ml, sử dụng điện 220V. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Đây, khi bác sử dụng thì nhấp vào đây cho em này. Đấy, nhấp vào đây cho em. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng, sắc nét và rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Khi bác cho nước thì tháo này ra, cho nước vào đây cho em. Đó. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Chỉ có cho các bác là 370.000 bao ship đến tận nhà cho một con bàn là đứng như này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng và giá thì siêu tốt cho các bác luôn. Con này thì các bác nên mua sử dụng nhá. Đấy. Thứ nhất là khi mà mình sử dụng ấy thì nó sẽ nó là thuộc dạng bàn là đứng cầm tay, thì khi các bác sử dụng thì không bao giờ lo bị cháy quần áo, tại vì khi các bác đã dùng là bắt buộc mình phải cầm tay để mình là, còn khi mà mình không dùng nữa là mình bỏ ra ngay. Đấy, bỏ ra ngay để ra ngoài chứ nó không để lên chốc quần áo như là cái dạng bàn là nhiệt bình thường. Đó. Thì dùng nó rất là an toàn. Lên mã giúp cho em là bàn là đứng, giá thì chỉ có cho các bác là 370.000 thôi. Đấy. Bàn là đứng này. Giá sẽ là 370k. Và bao ship nhá, 370.000 và bao ship cho con bàn là đứng như này. Là cực kỳ là ngon và mượt quần áo luôn. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Đây, đấy, khi các bác dùng thì nó sẽ như này các bác nhá. Đấy, nó rất là tiện ích luôn. Đó, và khi mình là thì mình chỉ cần
kéo xuôi như này thôi là nó sẽ phẳng luôn. Đấy, rất là tiện ích các bác nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 370.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá, bàn là hơi nước mini. Con này thì cũng rất là khỏe các bạn, rất là khỏe luôn. Đây, đấy lẫy của nó này, các bác có thể bóc cái lẫy này để xuống gạt xuống này, đấy gạt xuống hoặc là mình đẩy lên này. Và con này thì nó sẽ là châm nước ở đây nhá, châm nước ở đây. Đấy các bác châm nước ở cái quai này cho em này. Đấy, châm nước vào đây cho em. Con này thì nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể dùng để mình đi du lịch, đi công tác hoặc là các bác sử dụng ở nhà cũng rất là ok thôi, rất nhỏ gọn, có điều chỉnh như này. Đấy và giá thì rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 135.000 thôi, cũng là hơi nước nhá. Mâm của nó là mâm gang nóng cực kỳ là nhanh luôn, nóng rất là nhanh. Đấy nhỏ gọn, chiều dài khoảng là 18 đến 20 cm, chiều ngang thì vào khoảng là 7-8 cm thôi. Đấy và rất nhỏ gọn tinh tế luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá, các bác châm nước vào đây cho em. Đấy. Thì một con bàn là hơi nước như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 135.000 thôi. 135.000 cho một con bàn là hơi nước như này. Sử dụng điện 220V. Đấy và công suất của nó là 700W nhá, nóng siêu nhanh luôn. Nóng siêu nhanh và rất tiện ích các bạn. Đó thì con này các bác cũng nên mua sử dụng để mình có thể là đi mình dùng để đi du lịch hoặc là sử dụng ở nhà cũng được, nó rất là tiện ích. Và con này thì giá nó vừa tiền hơn để cho các bác có cái nhiều sự lựa chọn hơn. Nên cho em là bàn là mini nhá. Đó. Bàn là mini giá sẽ là 135k nhá. 135k cho con bàn là mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 10 nhá, cân 10. Con này thì nó sẽ là cân được 10kg nhé, cân được 10kg. Đó, và hàng của Đức này, Made in Germany nhé, Made in Germany, hàng của Đức đây, rất chất lượng luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ là, mang ra ngoài nó nhận thôi. Nó sẽ là một con cân và sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ. Đấy, sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ đây, rất là tiện, các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đó, hai pin con thỏ nhỏ này lắp vào cho em, sau đó thì các bác đậy nắp lại. Đó, các bác mình đậy nắp lại này. Đấy nắp lại mình sử dụng thôi. Đó. Con này thì khi các bác cân thì để cho em chế độ là gam nhá. Đấy tại vì con này nó cân bằng gam thì các bác để cho em chế độ là gam cho em. Đó. Rất là tiện ích. Khi lắp pin thì các bác lắp đúng chiều cho em nhá, lắp đúng chiều cho em. Sau đó để chế độ gam cho em. Các bác lắp pin và sau đó thì để cho em là chế độ là gam như này nhá, chế độ gam như này, và con này thì nó sẽ có chức năng trừ bì luôn, cho nên là các bác cứ yên tâm sử dụng thôi. Đó, đây em sẽ test thử cho bác xem này. Đó, đây ví dụ như là em đặt cái con bàn là này lên này, thì con này dung tích của nó, cân nặng của nó sẽ là 400, các bác để thẳng cho em nhá, và tránh bị rung động hoặc bị gió nhá. Đây của em đang bị gió rất là to cho nên nó sẽ di chuyển mức cân, tại vì tính bằng gam thì nó gần như là nó phải chính xác 100% luôn. 458 cân nhá, đây của em nó đang hơi bị nhiều gió này. Đấy, chỗ này hơi nhiều gió cho nên là đây 461 gam. Sau đó các bác nhấn chức năng trừ bì nhá. Đấy, nhấn chức năng trừ bì cho em thì các bác chỉ cần là nhấn cái nút nguồn như này nó sẽ về không này, sau đó thì các bác đặt lên để các bác lại cân tiếp các cái món khác, sau đó thì các bác bỏ ra thì nó lại về cái mức cân cũ của nó nhé, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái cân 10 như này, con này nó sẽ là cân được 10 cân nhé, cân được 10 cân, và giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Con này các bác dùng trong nhà bếp này rất là tuyệt vời luôn, rất là tiện ích nhé. Lên mã giúp cho em đó là cân 10 này, cân 10 nó sẽ cân được 10kg nhé, 10kg. Và giá sẽ là 160k, 160.000 cho một con cân 10 như này, cân được 10kg. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay Osaka nhé. Con này nó sẽ là một con máy xay rất là khỏe luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Đấy, một thân máy như này này, một thân máy đây. Đấy, một thân máy kèm thêm cho các bác là một cái bộ lưỡi bao gồm là 4 lưỡi này. 4 lưỡi các bác cho vào đây xem. Đây. Đấy, và cái nắp đậy này, nắp đậy có độ khít rất là cao luôn nhá. Đấy. Sau đó thì các bác sẽ có là một cái nắp đậy thì nó sẽ có cái gioăng như này. Các bác lắp cái gioăng này vào cho em này. Đấy. Lắp cái gioăng này vào đây. Đấy. Đây, cái gioăng này của nó các bác lắp vào đây cho em nhá. Đó. Sau đó thì các bác đậy vào nó rất là khít luôn. Đấy, đây, đậy vào này. Sau đó thì các bác lắp cái máy này vào này. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng sử dụng điện 220V, 1800W nhá, 1800W, và nó sẽ có cho các bác là 4 lưỡi như này. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 con Osaka này là bao nhiêu nhỉ? 145.000 nhá. Lên cho em là máy xay Osaka. Giá sẽ là 145k cho con máy xay Osaka như này. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tăm thông minh nhá. Các bác lên cho em là hộp tăm thông minh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn.
Giá chỉ có cho các bác là bao tiền cái hộp tăm này nhỉ? 15.000 cho một cái hộp tăm như này nhá. Lên cho em là hộp tăm thông minh. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ xem nên mua đủ các món chỉ từ 200.000 trở lên thôi là bên em sẽ bao ship rồi. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần tháo cái lẫy này ra cho em này, sau đó thì bỏ tăm vào đây. Và khi mình ấn này thì cái này nó sẽ có cái trách nhiệm là đẩy cái tăm lên cho các bác. Nó rất là đẹp, tiện ích và dễ sử dụng đấy. Và nó rất là gọn nhá, màu sắc cũng rất là trang nhã và đẹp. Các bác cứ nhấp này thôi, nhấp này là cái tăm nó sẽ đẩy lên cho các bác nhá. Đấy, lên cho em là hộp tăm thông minh. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k cho một chiếc như này. 15k cho một cái hộp tăm thông minh này thôi nhá. Để các bác về mình sử dụng trong gia đình nhà mình rất là tiện và hợp lý, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là hộp tăm thông minh. Hộp tăm thông minh này. Hộp tăm thông minh giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc hộp tăm thông minh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái van xả nước nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là van một đầu và một mẫu là van hai đầu. Đây. Con này thì van một đầu này, van xả một đầu. Giá sẽ là 55.000 một chiếc nhá. Đây, 55.000 cho một chiếc van xả một đầu như này. Đó. Con này sẽ là 55k nhá. Lên cho em là van xả một đầu, hàng bằng inox 304. Đó, không bắt nam châm, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Van xả một đầu giá sẽ là 55k nhá, 55k một chiếc này. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác cái van xả hai đầu này. Con van xả hai đầu này thì giá của nó sẽ là 75.000 nhá. 75.000 cho một con van xả hai đầu như này. Đó, van xả một đầu, van xả hai đầu. Đó. Hoặc là vòi xả một đầu, vòi xả hai đầu cũng vậy thôi. Đó, nó sẽ có hai đường nước như này. Chất liệu của nó bằng inox 304 nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Đó, giá rất hợp lý cho các bác nhá. Thì các bác có nhu cầu mua thì có thể liên hệ. Đó, đơn hàng thì các bác cứ cân nhắc từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Tất cả đều có gen xoáy này hết nhá. Đấy, cái này các bác này, có gen xoáy như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có gen xoáy hết, rất tiện ích các bác nhá. Về nhà các bác chỉ việc là xoáy ra để các kết nối với các cái đầu dây khác cũng rất là ok. Và cái giá thì khá là hợp lý cho các bác rồi. Van xả hai đầu là 75.000 và con van xả một đầu này thì giá của nó chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một chiếc các bác nhá. Hàng bằng inox 304. Dày dẫn chắc chắn các bác có thể mua để sử dụng. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút bụi ống nhá. Có lên cho em là hút bụi ống. Có kèm cho các bác là cáp sạc này và một con hút bụi như này. Đầy đủ các cái nguồn dây để kết nối luôn. Và con này thì chạy cực kỳ là khỏe các bạn. Đây, chạy rất là khỏe luôn các bác. Đấy các bác xem một con điện thoại nặng 2 lạng nha mà nó còn hút được các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Đấy. Con điện thoại này của em thì nó phải nặng khoảng 2 lạng rưỡi nhá. Rất là nặng luôn mà nó hút rất là ngon thôi đây. Hút cực kỳ là khỏe luôn. Có kèm cho các bác là các cái đầu kết nối rồi đầu vòi hút các thứ đầy đủ các bác này. Đấy. Rồi có cho các bác là cáp để các bác cắm vào cái sạc máy tính hoặc củ sạc điện thoại luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, 260k bao ship đến tận nhà. Nhận hàng kiểm tra thanh toán, công suất của nó là 120W nhá, 120W. Lên mã giúp cho em đó là hút bụi ống nhá. Đấy, hút bụi ống này. Đó. Hút bụi ống này. Hút bụi ống giá sẽ là 260k, 260.000 cho con hút bụi ống như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp. Thì con này của bên em về thì nó chỉ có cho các bác là sen và dây thôi, không có giá đỡ nhá, không có giá đỡ đâu. Giá sẽ là 100.000 cho con sen quạt tăng áp như này. 100k nhá. Con này thì giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy. Ở đây thì có cái lõi lọc than hoạt tính nhá, lõi lọc than hoạt tính này. Về nhà các bác xoáy kết nối vào cho em và nó có cái lõi lọc như này rất là tiện. Dùng thì cực kỳ là sạch sẽ và an toàn. Đó. Có dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá. Đấy và không có giá đỡ nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp này, sen quạt tăng áp. Sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k. Đấy. Không có giá đỡ nhá, không có giá đỡ. Đó. Cái này thì không có giá đỡ đâu các bác nhá. Đấy, về nhà các bác tự mua cái giá đỡ hoặc là nhà có sẵn thì các bác dùng 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình ga mini nhá. Đấy, à bếp ga mini, có lên cho em là bếp ga mini. Giá thì chỉ có 100k trong con bếp ga mini này thôi. Giá siêu hoạt rẻ luôn, các bác có thể dùng là đi du lịch, đi chơi, đi phượt rồi các bác dùng để mình ở nhà phòng trọ các thứ hoặc là nhà ăn lẩu ăn nước cũng được, hết đều được hết. Giá rất hợp lý. Các bác về thì mở cho em cái chân này ra này. Đấy, mở cái chân này ra, chân này của nó thì cực kỳ là vững chãi luôn. Đó, tiếp theo thì mở cái miệng này ra. Đây. Đấy, nó sẽ là như này. Con này đặt của nó rất là chắc các bác nhá, rất là chắc chắn luôn, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng và chắc chắn.
và cái phần kết nối ga này đều bằng đồng hết này, kết nối ga bằng đồng hết cho nên là cực kỳ an toàn. Đó, và có hệ thống đánh lửa tự động, đánh lửa tự động rồi thì các bác chỉ việc là lắp bình ga mini và là mình sử dụng thôi, nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 100.000 thôi, quá là hạt rẻ luôn các bạn. Đấy, thì con bình ga mini, bếp ga mini này các bác nên mua để mình bỏ trên xe này, đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi làm, hoặc là học sinh sinh viên các bác ở phòng trọ mà chưa có điều kiện để mua các cái bếp ga to thì các bác có thể sơ cua dùng tạm con này cũng rất là ok. Lên cho em đó là bếp ga mini, giá của nó sẽ là 100k nhé, 100k cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia tẩu thuốc nhá. Đấy, các bác lên cho em là tẩu thuốc, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con tẩu thuốc như này thôi. Đó, nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu đồng nhá. Màu vàng, màu đồng thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên, hoặc là các bác lấy màu nào thì các bác nhắc trước cho bên em. Đó, nó sẽ có hai màu là màu vàng và màu đồng. Đây nó sẽ là màu đồng này. Chất liệu của nó thì cái đầu tẩu thuốc này nó sẽ là bằng hợp kim, còn cái này thì nó có thể là bằng một cái chất liệu nhựa gì đó các bác nhá. Nhưng mà nó rất là đẹp và chắc chắn. Đó. Và có hai màu đây, có màu vàng và màu đồng như này, màu vàng và màu đồng như này. Thì các bác có thể dùng để hút thuốc lào, thuốc lá này, hoặc là mình để trưng bày cũng rất là đẹp, hoặc là làm gọi là trang trí decor. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp em là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc. Giá sẽ là 80.000 thì các bác về mình có thể mình dùng tùy theo, hoặc các bác mình đi đi làm mà cần hút thuốc lào nó cũng rất là tiện. Cái này dùng để hút thuốc lào cũng được, nó rất là tiện luôn. Đó, lên cho em là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc. Giá sẽ là 80k. Đó, tẩu thuốc. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ tẩu thuốc như này. Có hai màu, màu vàng và màu đồng nhá. Đây, màu vàng và màu đồng, các bác lấy màu nào thì lấy. Đấy. Nó sẽ có hai màu cho các bác lựa chọn luôn. Đấy. Màu vàng và màu đồng như này nhá, màu vàng và màu đồng. Thì các bác muốn lấy cái màu nào cũng được thôi. Đó, thì lấy màu nào thì các bác lên đúng màu cho em, còn không thì các bác cứ bảo cho tôi cái tẩu thuốc thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên. Đây. Đấy, màu vàng và màu đồng như này. Đó, rất đẹp các bạn. Đấy, rất đẹp luôn, hoa văn, hoa lá cành rất là đẹp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage. Các bác lên cho em là massage 3D nhá, massage 3D. Đó. Thì con này nó dùng bằng tay thôi chứ không phải dùng bằng máy đâu nhá, dùng bằng tay thôi. Massage 3D bằng tay này. Giá chỉ có 50.000 thôi. Đây các bác dùng để mình massage như này. Đấy, kéo như này các bác xem cái bắp thịt nó luân chuyển này. Đấy thì dùng để các bác massage rất là tốt luôn. Đấy, các bác bị đau mỏi cổ, đau mỏi vai kháy, đau bắp tay, bắp chân, các bác dùng để massage cho em đây. Đấy, đây. Cổ, vai, gáy rồi nói chung là đầy đủ các vị trí này. Đấy, ngực này, đó. Lên cho em là massage 3D nhá, massage 3D. Giá sẽ là 50k, bằng 50k cho một con massage 3D như này thôi. Giá chỉ có 50.000 một chiếc thôi nhá. Giá rất hợp lý luôn các bạn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm tuốt dây nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là kìm tuốt dây nhá. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con kìm tuốt dây như này. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác về xả thêm cái lẫy này ra này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng. Nó sẽ có lò xo đẩy ở bên trong luôn, rất là tiện nhá. Các bác cứ bóp là nó sẽ vào thôi. Con này thì chức năng là tuốt dây bấm cốt này, rồi các bác có thể tách cái dây điện ra làm đôi ở bên này và tách ra làm tư ở bên này nhá. Đấy, rồi luồn dây rồi bấm cốt này. Cốt của nó sẽ là từ 0.8 đến 3.2mm này các bác nhá. Hàng này thì của nó sẽ là một cái dòng hàng của Nhật và xuất sang Mỹ nhá. Hàng của Nhật xuất Mỹ, cho nên là các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Hàng chất lượng cho các bác luôn, dày dẫn chắc chắn. Chuyên dùng để tuốt dây điện, con này rất là thích. Đấy, các bác nên mua. Con này thì rất là thích luôn. Hàng của Mỹ các bác này. Đấy, USA nhá. USA này. Hàng Nhật xuất Mỹ nhá. Giá thì chỉ có bác cho các bác là 95k thôi, 95k. Lên cho em là kìm tuốt dây nhá. Đấy, kìm tuốt dây, con này thì chuyên để tuốt dây thôi. Kìm tuốt dây, giá sẽ là 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái bình tông nhá. Đấy, bình tông. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít các bạn. Đấy, dung tích của nó là 2 lít. Và có một cái bao da như này để các bác đựng này. Đấy, đeo đi đi học, đi làm, đi du lịch, hoặc anh em đi nhậu nhẹt cũng rất là ok nhá. Bình tông 2 lít như này. Bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá, hàng của Nga các bạn này. Đấy, CCCP, hàng của Nga cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đựng trong một cái bao da như này, giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, các bác có thể đựng nước, đựng rượu, rồi đựng linh tinh được hết nhá. Đó, thì mang điều đồ nhậu, đồ nhiếc. Nắp xiếc của nó là đều là hàng liền hết. Khi các bác sử dụng thì không lo bị mất nắp nhá. Đây, nó sẽ có cái quai như này các bác này. Hàng thì bằng inox 304, nắp có do. Các bác mang nước đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, có quai đeo như này rất là tiện. Đi nhậu, đi nhiếc, anh em đi nhậu thì cực kỳ là ok luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông,
giá sẽ là 130.000 một chiếc thôi. Đấy, 130k trong chiếc bình tông như này. Đấy, lên cho em là bình tông nhá, bình tông giá của nó sẽ là 130k cho một con bình tông. Dung tích của nó sẽ là 2 lít nhá, 2 lít đó. Dung tích của nó là 2 lít cho một con bình tông như này. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổng đi mưa nhá. Con này nó sẽ là một cái dòng ổng để các bác dùng để mình sử dụng khi mà trời mưa này. Đấy, thì các bác đi vào qua cái đôi giày của mình luôn. Đấy, giày dép các thứ là các bác đi vừa hết, tại vì nó là cái cỡ to chuyên sản xuất để bảo vệ cho giày dép. Thì ví dụ như là giày mưa thì các bác đi trên xe máy này hoặc đi ô tô này, thì các bác đi qua những cái chỗ lội thì các bác sử dụng con này cho em. Dùng xong thì mình lại cất đi cho em, nó rất là tiện, bỏ vào trong cốp xe. Đấy, ví dụ anh em đi ô xe máy mà giày mưa mà muốn bảo vệ những cái đôi giày của mình nó khỏi bị mưa bị ướt thì các bác đi cái này vào cho em, sau đó thì mình mặc quần áo mưa và nó sẽ chùm qua bên ngoài nha, rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là ủng đi mưa, giá của nó sẽ là ủng đi mưa đó. Con này bao nhiêu nhỉ, ủng đi mưa bao nhiêu nhỉ? Ủng đi mưa giá 100.000 nhá. Đấy, 100k đó, trước là 120.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 100k cho con ủng đi mưa như này đó. Chắp vá vớ vẩn nữa. Ui ngon, đế cao su là thích rồi, không lo chân trượt, đã thế còn bền bỉ, cân mọi cung đường, sỏi đá ma không xa thùng rách. Phần ống được làm từ nhựa PVC chống nước, sờ còn dày hơn áo mưa của tôi, độ bền cực cao, giật thoải mái mà không hề sinh hề. Cũng dễ, mở, xỏ, kéo khóa và đóng khuy, thế là xong. Kín như bưng từ bàn chân đến bắp chân. Đấy là tôi cao, còn mấy bạn lùn lùn có mà đến đầu gối. Test độ chống nước, tất nhiên là trong phần bảo vệ của ủng. Nếu các bạn test sâu hơn thì EQ các bạn cao quá, tôi không độ được. Nhún nhảy thoải mái đấy. Rồi, ra xem nhá. Ui giời, giày vỡ khô cong này. Uy tín. À, tôi biết vì sao cái ủng này dày rồi, vì nó là ủng hai lớp, nó còn một lớp nữa sau khóa kéo là tránh thấm nước qua khóa. Chất liệu vải bạt đi mưa rất dễ vệ sinh, đi bẩn về tạt nước tí là sạch, sạch phòng. Đã thế còn mềm dẻo, rất dễ gấp gọn. Tôi gấp thêm phát nữa, nhét được cả vào túi này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho cái bộ ủng đi mưa thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái pin 18650 nhá, pin 16850. Chất liệu của nó là pin lithium các bạn này. Đấy, pin 18650, 6800 mAh, pin lithium 3.7V. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một viên pin như này. Pin của nó là pin hãng nhá. Đấy, Ultra Fira các bạn này, Fira. Đó, pin cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 30k cho một con pin như này các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là pin 18650, giá sẽ là 30.000 nhá. 30k trên một viên. Đó. Pin 18650 này. Đó. Lên cho em là pin này. Pin 18650, giá sẽ là 30k một viên nhá. 30k trên một viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm nó là cái túi nam nhá. Túi nam thì đây nó sẽ là một con túi như này. Con này thì cực kỳ là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình đi học, đi làm, đi du lịch, cái thứ cũng rất là ok. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, một con túi như này các bác này. Đấy. Đi học, đi làm, đi du lịch. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Chất liệu của nó sẽ là hàng vải chống nước nhá, vải chống nước cho các bác luôn. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng. Đấy, quai đeo, quai sách đàng hoàng các bác này. Đấy, có quai đeo như này. Dây các bác có thể tăng giảm này. Và khi cho hàng vào thì nó sẽ là rộng khoảng 10cm như này nhá. Đấy, cái bề rộng của nó rất là lớn. Và nó sẽ có một ngăn ở đằng trước này. Đấy, một ngăn nhỏ đằng trước, tiếp theo một ngăn nữa là hai ngăn này. Và bên trong thì là một ngăn to, thêm một ngăn phụ nữa này. Đấy, và một ngăn ở đằng sau này nữa này. Đấy, một ngăn đằng sau này nữa. Hàng chống nước nhá. Đấy, vải chống nước cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một con túi như này. Hàng rất chất lượng và giá thì lại khá là hợp lý để cho các bác có thể mua để sử dụng, hoặc là mua đi học, đi làm, hoặc là làm quà cũng khá là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam nhá. Túi nam. Giá sẽ là 110.000 cho một chiếc túi nam như này. Đó. Lên cho em là túi nam này. Túi nam, giá của nó sẽ là 110k nhé. 110k thì cái mã túi nam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay làm vườn nhá. Lên cho em là găng tay lao động. Găng tay lao động đây. Đấy, thì con này nó sẽ là một cái dòng găng tay cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là một bịch như này là 12 đôi là 70.000. Còn mua lẻ thì bán từ 5 đôi trở lên nhá. 5 đôi là 40.000. Đó. Khi các bác đeo vào thì cực kỳ là ôm tay luôn. Có các hạt cao su chống trơn trượt. Hàng của nó sẽ là hàng dệt 4D nhá. Hàng dệt 4D cực kỳ là êm, thoáng mát, ôm tay và rất là vừa vặn luôn. Tay to tay nhỏ đều vừa hết, tại vì cái độ co giãn của nó là co giãn 4 chiều luôn. Dệt 4D, co giãn 4 chiều. Đấy, ôm tay lắm. Các bác dùng thì rất là thích. Giá thì chỉ có cho các bác là
Bên em sẽ bán theo vỉ à theo túi nhá. Một túi của nó là 12 đôi thì sẽ là 70k. 12 đôi là bằng 70k nhá. Đấy, còn lấy từ 5 đôi thì sẽ là 40.000. Đó, 5 đôi là 40k. Đó. 5 đôi là 40.000, còn lấy 12 đôi giá chỉ có 70.000 thôi. Lấy càng nhiều giá càng tốt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác kia bạt để các bác phủ máy giặt nhá. Đấy, phủ máy giặt. Lên cho em là phủ máy giặt giá sẽ là 50k. Đó. Phủ máy giặt này. Phủ máy giặt giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50k cho một chiếc bạt phủ máy giặt như này. Con này thì rất là tiện ích. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là phủ lên cái máy giặt nhà mình là xong. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, cửa trên, cửa ngang, cửa dưới đều được hết, hàng chống nước cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là phủ lên máy giặt của mình là xong. Đấy. Cửa trên, cửa ngang, cửa dưới đều chơi được hết nhá. Rất là tiện ích, đẹp và sạch sẽ, chống trầy xước, chống nước và vừa làm đề co trang trí. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Đấy, cửa trên, cửa ngang, cửa dưới đều được hết luôn. Rất là đẹp các bác. Đó. Giá thì chỉ có 50.000 cho cái bạt phủ máy giặt như này thôi. Được, ok. Đây rồi các bác ơi, hôm nay thì shop Phạm Huấn lại tiếp tục về cho các bác một cái mã hàng rất mới nhá. Đó là cái con đèn H các bác nhá. Đèn H thì con này nó sẽ có cho các bác là một cái mã, nó sẽ là một cái mã là 4 màu như này, màu đỏ, màu vàng và hai màu xanh. Đó, màu đỏ, màu vàng và hai màu xanh như này. Đó, và các bác có thể dùng để mình đề co trang trí phòng trên ban công này, tường nhà hoặc là trong phòng ngủ khung tranh. Đấy, đều được hết nhá. Các bác muốn để vào đâu thì để. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, đề co trang trí cũng rất là đẹp. Và giá thì sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Thì các bác lên cho em là đèn H 4 màu và đèn H màu vàng. Đó, đây con này nó sẽ là con 4 màu các bác này. Con này con 4 màu này. Đấy, còn con này thì nó sẽ là con màu vàng. Khi các bác nhận được thì hàng nó sẽ là hàng không có ổ cắm nhá, không ổ cắm đâu, về nhà các bác đấu vào nguồn điện nhà mình. Và nó có 3 dây thì các bác loại cái dây vàng này đi cho em. Mình sử dụng hai cái dây này thôi. Cái dây vàng này các bác bỏ ra, dây vàng nó sẽ là dây âm. Thì các bác bỏ ra cho em. Đấy, và cắm điện vào là xong này các này. Đấy. Con này thì nó sẽ là nguyên màu vàng không nhá, nguyên màu vàng không. Đây các bác này. Đấy, con này thì sẽ là nguyên màu vàng không. Các bác thấy không? Đây. Nguyên màu vàng không, còn có con là con kia là sẽ là 4 màu. Thì các bác lên cho em là đèn H. Giá sẽ là 150.000 cho một con đèn H thế này. Đó, 150k nhá, 150k cho cái mã đèn H thế này. Đó. Chất liệu của nó thì con này của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Dùng nó khá là chắc chắn đấy các bác. Đấy, bằng hợp kim. Bằng hợp kim nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mà có thể dùng ngoài trời được các bạn, có thể dùng ngoài trời được đấy. Con này có thể dùng ngoài trời được, các bác có thể để cột này ngoài hiên nhé, cũng rất là ok. Thì nó sẽ có cho các bác là một cái dòng là 4 màu nhá, dòng 4 màu. Một dòng là 4 màu và một dòng là sẽ là nguyên màu vàng nhá. Thì các bác lên cho em là đèn H này. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn H, giá của nó sẽ là 100 đây. Các bác lên cho em là đèn H nhá. Đấy, lên cho em là đèn H này. Đấy. Đèn H. Đấy, giá của nó sẽ là 150k một chiếc và có là đèn H 4 màu nhá, đèn H 4 màu và đèn H màu vàng nhá, màu vàng. Đó. Lên cho em là đèn H 4 màu hoặc H màu vàng, giá sẽ là 150.000. Rồi ok các bác. Hello, vâng lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Rất vui trân trọng cảm ơn quý các bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng bên em. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thêm lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chụp đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Rồi em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship này. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái mũ da bò, hàng của thương hiệu Gucci nhá. Đấy, hàng thương hiệu Gucci các bác này. Đây, hàng của thương hiệu Gucci. Đấy, và hàng của nó sẽ là hàng của Ý này, Gucci của Ý, made in Italia nhá, Italia đây. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000. Cái phần khóa này của nó thì nó sẽ là bằng đồng nhá, và các bác có thể thả ra thả vào rất là ok luôn. Đấy, thì các bác có thể tùy chỉnh để mình thả ra thả vào nó rất là ok nhá. Thì các bác có thể tùy chỉnh theo những cái mức mà các bác mong muốn này. Đó. Đấy, thì nó sẽ tùy chỉnh như này. Đấy, cỡ to cỡ nhỏ tùy theo các bác điều chỉnh. Con này thì độ cực kỳ đẹp và ôm đầu luôn. Đấy, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên nhá, 100% là da bò tự nhiên hết, bao cho các bác về đốt thoải mái luôn, test đốt thoải mái, các bác đốt tránh ra phần chỉ này ra được nhá, các bác cứ đốt vào giữa này cho em. Đó, giá thì sẽ là 350.000. Bên em có hai màu, sẽ bao gồm cho các bác là một màu đen và một màu nâu nhá, một màu đen và màu nâu xám như này. Đó, một màu đen và màu nâu. Đấy, hai màu nó khác nhau hoàn toàn như này nhá. Các bác lấy thì các bác lên cho em là mũ da bò, nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
lên cho em là mũ da bò, giá của nó sẽ là mũ da bò này, mũ da bò giá sẽ là 350k nhá. 350.000 cho con mũ da bò này và bao ship tận nhà cho bác luôn. 350.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã sản phẩm tiếp theo, đó là cái túi vuông nhá. Lên mã giúp cho em là túi vuông. Lô này về thì hàng nó sẽ có cho anh em các bác là hai màu, đó là màu xanh và màu xám nhá. Đấy, màu xanh và màu nâu như này. Đấy, màu nâu xám nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là túi vuông xanh hoặc là túi vuông màu xám này. Đấy, màu xám. Cái này đang lên là màu xám đúng không Phương? Màu xanh và màu xám nhá. Đấy, thì đây màu này sẽ là màu xám này. Đấy, màu xám hoặc màu nâu đấy. Còn màu này nó sẽ là màu xanh này. Đó, và con này của nó thì nó sẽ có quai đeo nhá. Có quai đeo cho các bác. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Quai đeo cũng đều trần da hết nhá. Đều trần da hết, rất chất lượng các bác này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100. Các bác lên mã giúp nhà là túi vuông nhá. Giá sẽ là 180.000. Đơn hàng từ 200 thì lên bên em sẽ bao ship, thì các bác cứ mua thêm một món gì nữa được 200 là sẽ bao ship thôi. Một con túi chất liệu của nó bằng da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Hàng siêu bền đẹp và chắc chắn quá này. Đây. Đấy. Của nó thì mặt đằng trước nó sẽ có cho các bác là 2 ngăn. Mặt đằng trước là 2 ngăn nhá. Đấy, đằng sau thì sẽ là 1 ngăn. Khóa của nó thì 100% là bằng đồng hết này. Đấy, khóa bằng đồng hết nhá. Đấy, và bên trong này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 1 ngăn phụ này và 1 ngăn có khóa nhá, 1 ngăn phụ 1 ngăn có khóa. Con này thì khi mà cho đồ vào thì nó cũng ra khá là rộng luôn, ra khá là rộng luôn nhá. Đấy, và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Có màu xanh và màu xám nhá. Màu xanh và màu xám như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là túi vuông nhá. Đấy, lên cho em là túi vuông này. Túi vuông sẽ có cho các bác hai màu, màu xanh và màu xám. Giá sẽ là 180k cho một con túi vuông như này. 180.000 lên mã giúp cho em là túi vuông. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái khò ga đồng nhá. Lên mã giúp cho em đó là khò ga đồng, thì con này nó sẽ là một con khò ga. Đấy, và chất liệu của nó là bằng đồng đúc nhá, đồng đúc nguyên khối như này. Con này thì các bác có thể điều chỉnh tăng giảm ga ở đây này. Đấy, và cái này là điều chỉnh gió này, điều chỉnh gió ở đây. Đó, và là sẽ là một con khò đúc bằng đồng nguyên khối nhá. Bằng đồng đúc nguyên khối thì khi các bác dùng nó sẽ là rất là bền bỉ và chắc chắn. Ở đây của nó thì nó sẽ là một cái đầu phổ thông để kết nối với các cái bình ga mini, cho nên các bác có thể dùng để thui chân giò này, hoặc các bác làm thợ làm nghề dùng cái khò ga đồng này thì nó sẽ bền và chắc chắn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là khò ga đồng. Giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, lên cho em là khò ga đồng này. Khò ga đồng nhá, khò ga đồng. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một chiếc khò ga đồng như này. Giá cực tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái lên mã giúp cho em đó là cái sơn inox nhá. Lên cho em là sơn inox. Con này thì nó sẽ là một cái dòng sơn để các bác sơn lên các cái bề mặt mà mình bị gọi là dỉ sét này, thấm rột các thứ, là các bác sơn lên cho em thì cực kỳ là ngon. Đây các bác này. Đấy. Khi các bác xịt lên thì nó sẽ như này các bác này. Đấy. Đây, nó sẽ là một cái lớp sơn bằng inox như này. Nó sẽ tráng đều lên các bề mặt và chống dỉ sét rất là tốt nhá. Đấy, lên cho em là sơn inox. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái bình sơn inox như này. Dung tích của nó sẽ là 350ml các bác nhá. 350ml. Lên mã giúp cho em đó là sơn inox nhá. Sơn inox. Sơn inox giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái bình sơn inox như này. Đó, lên cho em là sơn inox chuyên để chống dỉ. Các bác có thể dùng để sơn đồ đang bị dỉ sét này, sơn phủ rất là tốt luôn. Đấy, inox 318 này. Đấy. Inox 318 đây, sơn phủ chống dỉ sét rất là tốt luôn, đặc biệt là các cái phần dỉ sét hoặc là bác làm về đồ biển, tàu biển các thứ, giờ tàu bè là dùng cái này cho em rất là ok. Giá sẽ là 80k cho một cái chai sơn inox như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái led kim cương nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng led dạng kim cương như này. Đấy, nó sẽ là cái phần hình tròn kiểu kim cương như này nhá. Đấy, và con này của nó thì có cắm điện trực tiếp luôn và rất là nhiều chế độ nhá. Và con này ưu điểm của nó là nó sẽ là một cái dòng cả cuộn như này, dài chiều dài của nó sẽ là từ 4 đến 50 mét nhá, từ 4 đến 50 mét. Đấy, rất nhiều bóng và rất là dài luôn. Đấy, chiều dài của nó sẽ là từ 4 đến 50 mét. Và các bác lên cho em là led kim cương. Đấy, led kim cương. Đấy, thì em có hai dòng là led kim cương vàng hoặc là led kim cương 7 màu nhá. Đấy, giá thì chỉ có 80k cho một cái cuộn led như này thôi. Chiều dài của nó thì từ 40 đến 50 mét nhá. Lên giúp cho em là led kim cương này. Led kim cương. Chiều dài của nó thì sẽ là từ 40 đến 50 mét nhá. 40 đến 50 mét. Và giá thì sẽ là 80k cho một cuộn led như này nhá. 80.000 cho một cuộn led kim cương như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 80.000 thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng 7 màu nhá.
dòng 7 màu và dòng nguyên màu vàng. Thì các bác có thể là tùy theo nhu cầu mục đích của các bác sử dụng. Các bác có thể là lấy cái dòng 7 màu hoặc là lấy cái dòng nguyên màu vàng, tùy theo nhu cầu của các bác thôi. Cái này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, các bác có nhu cầu về cái dòng nào thì các bác sử dụng cái dòng đấy cho em. Đó, nháy tưng bừng luôn các bác nhá. Đấy, có hai loại như này, chiều dài từ 40 đến 50 mét, có loại kim cương và loại màu vàng. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác mình sử dụng cái nào thì mình lấy cái đấy cho em. Giá thì rất là hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái quận led thế này. Đấy, giá rất là tốt rồi, các bác cũng chả đi đâu mua được một cái quận led giá hợp lý như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đèn ngủ nhá. Đấy, đèn ngủ lên mã giúp cho em đó là đèn nấm nhá. Đèn nấm thì giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 30.000 cho một con đèn nấm như này thôi. Đây các bác cắm điện vào này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái mắt cảm biến nhá. Mắt cảm biến thì khi mà trời tối thì nó mới sáng các nhá. Đấy, trời tối thì nó mới sáng các bạn. Đấy, cái mắt cảm biến này thì trời tối nó mới sáng thôi, còn ban ngày thì nó không sáng đâu. Đấy, đang như này là nó sẽ không sáng đâu các bác nhá. Đấy, phải tối hẳn đi cơ các bạn. Đấy, phải tối hẳn đi thì nó mới sáng các bác này. Đấy, đây. Đấy, em phải che tối hẳn đi thì nó mới sáng đây các bạn này. Đây nó lên này. Đấy, phải che tối hẳn đi nó mới sáng này. Thấy không? Đó. Tức là cảm biến các bác chỉ cần là cắm điện vào là xong. Ban đêm thì nó sẽ sáng nhá. Ban đêm thì nó sẽ sáng và ban ngày nó sẽ tự tắt. Đấy, và nó sẽ là hình cây nấm như này, rất là đẹp này, hình cây nấm này rất là đẹp các bác này. Đấy, lên mã cho em là đèn nấm nhá. Đèn nấm giá thì chỉ có 30.000 cho một con đèn nấm này thôi. Đấy, giá 30.000. Lên mã giúp cho em là đèn nấm này. Đèn nấm. Đèn nấm nhá. Giá của nó sẽ là 30k, đợt này về cho bác còn 25k thôi. 25.000 cho một con đèn nấm như này nhá. Lên cho em là đèn nấm giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái vít đen trợ lực nhá. Nó sẽ là một cái con tô vít cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con tô vít như này. Đấy, một con tay công như này nhá. Tay công có xoáy nhanh, có đảo chiều cho các bác luôn. Xoáy nhanh đảo chiều các kiểu con này điều được luôn các bác nhá. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều các kiểu con này điều được luôn. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau, mỗi cây là một đầu. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh. Đấy, vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều cho các bác luôn. Đấy, dùng cực kỳ là ngon. Đấy. Và có thể tăng giảm ở đây nhá. Đấy, để các bác cho ngắn vào thì cái lực của nó sẽ càng mạnh hơn. Đó. Con này thì các bác lên cho em là vít đen trợ lực nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau, to nhỏ lớn bé, lục giác tròn ba khe đầy đủ nhá. Đấy, đây, có lục giác, có sao đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực, giá sẽ là 60k trong cái bộ vít đen trợ lực như này. Thì con này rất là tiện để các bác có thể sử dụng để mình làm thợ làm nghề sửa chữa. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Đó. Vít đen trợ lực đây. Vít đen trợ lực. Giá của nó sẽ là 60k, 60k trong cái bộ vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện vàng nhá. Lên mã giúp cho em là ổ điện vàng này. Đấy, con này nó sẽ là một cái dòng ổ chống va đập như này. Đấy, đập phá thoải mái cho em luôn. Đấy, các bác cứ đập phá thoải mái đi. Đập phá thoải mái luôn các bác nhá. Đó, một con ổ điện vàng như này thì nó sẽ có cho các bác là một đầu này, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm đầu như này. Đấy, sẽ có 5 chân cắm nhá, 5 chân cắm luôn các bạn. Đấy, một con ổ điện vàng như này sẽ có cho các bác là 5 chân cắm. Thoải mái cho bác sử dụng luôn, 5 chân cắm như này các bạn này. Đấy, bên trong của nó là phần kết nối là bằng đồng hết nhá, bằng đồng đỏ ao luôn, và sẽ có 5 chân cắm cực kỳ là chắc chắn luôn. Và về nhà thì các bác bắt vít vào đây cho em, xoáy cái ốc này ra này, sau đó thì các bác đấu dây vào đây cho em. Đấy, con này thì chống va đập, các bác dùng để mình dùng thì nó rất là tốt, và của nó là công suất rất là cao, 16A 250V, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Lên mã giúp cho em là ổ vàng, giá chỉ có 45k thôi, 45k, 45.000 nhá. Đấy, 45k lên cho em là ổ vàng này. Ổ vàng giá sẽ là 45.000 cho một con ổ điện vàng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức. Giá thì chỉ có 70.000 cho một cái bộ đôi nạo như này thôi, bao gồm cho anh em các bác hai chiếc luôn. Đấy, bao gồm cho các bác là hai chiếc như này. Hàng to, dày dẫn chắc chắn, hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Một con thì nó sẽ là nạo ngang như này, và con này sẽ là nạo dọc nhá. Nạo dọc theo chiều cầm của tay, và con này thì sẽ là ngang theo chiều cầm của tay. Và tất cả hai con đều có cái phần để các bác ngoáy các cái phần bị dạng như là bị thẹo của củ khoai tây hoặc là các cái mụn ấy. Đấy là có cái phần này để các bác ngoáy ra này. Đấy, các bác đào nó ra. Rất là tiện. Và hàng dày dẫn chắc chắn, chống rỉ sét rất là tốt bằng inox nhá. Hàng thương hiệu Winling của Đức, tay cầm to, dày dẫn chắc chắn. Giá thì một cái đôi nạo như này mà giá chỉ có 70.000 thôi.
Đấy thì các bác mua nó cũng chỉ tương đương bằng cái nạo ngoài chợ thôi. Hàng của Đức mà giá rất Việt Nam. Bình thường nếu các bác mua một cái nạo ngoài chợ bây giờ cũng phải 20 đến 30 nghìn rồi. Ở đây có 70 nghìn cho một cái đôi nạo hàng thương hiệu Winling của Đức đẹp như này. Đấy, lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức giá sẽ là 70k. Đó. Bộ đôi này. Bộ đôi nạo Đức nhá. Đấy, bộ đôi nạo Đức giá của nó sẽ là 70k trên một đôi như này nhá. 70 nghìn trên một đôi như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ kim chỉ nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là hộp kim chỉ thì ở đây nó sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là đấy, thứ nhất là nó sẽ có cho các bác là đây. Đấy. À, sẽ bao gồm cho các bác đựng trong một cái hộp như này nhá. Trong cái hộp thì có thước đo này, kéo này, kim băng này, rồi có cả đê cả cái đầu để các bác xỏ chỉ này, xỏ kim này, rồi chỉ kim đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là hộp kim chỉ. Sẽ có cho các bác là 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 12. Lô này về thì nó sẽ có cho các bác là 12 cuộn chỉ luôn. Đấy, 12 cuộn chỉ với 12 màu sắc khác nhau. Và giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là hộp kim chỉ. Giá thì chỉ có 25k thôi. Hộp kim chỉ nhá. Hộp kim chỉ giá của nó sẽ là 25k cho một hộp kim chỉ như này. 25k rất rẻ luôn. Em đố các bác đi đâu mà mua được một cái bộ chỉ như này, bao gồm là 10 đến 12 cuộn. Đấy, thì có lô về 10, có lô về 12 nhá. Đấy. Thì giá thì sẽ là cho các bác là đi 25.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia các bác lên mã giúp cho em đó là cái cân treo cầm tay nhá, cân treo cầm tay. Đấy thì nó sẽ có cho các bác cả pin luôn. Pin này các bác ra hiệu sách mua rất là sẵn thôi. Và các bác dùng thì con này nó cũng rất là bền pin cho nên là mình dùng vô tư. Đấy, dùng lâu thoải mái. Thì nó sẽ là một cân treo cầm tay như này. Con này thì nó sẽ là cân được 50kg nhá, 50kg. Về nhà thì các bác lắp pin vào cái này cho em này, lắp pin vào đây, sau đó thì mình lắp vào đây cho em là xong này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên. Nếu mà bật không lên thì mình đảo cái chiều pin lại cho em. Đấy, các bác đảo cái chiều pin lại cho em là ok nhá. Đảo chiều pin lại là mình sử dụng được thôi. Giá thì rất hợp lý nhá. Đây. Đấy, đảo chiều pin lại là khắc nó sẽ lên thôi. Đây. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là chế độ cân LB này. Đấy. Cập nhật nhiệt độ này. Đấy, cập nhật nhiệt độ kilogram LB đó. Thì các bác cân thì để cho em chế độ kilogram như này là xong này. Đó, đây kilogram. Và con này có cả cập nhật nhiệt độ luôn nhá, 28 độ C này. Đó, rất là tiện. Thì bây giờ em sẽ cân thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, ví dụ đây em cân cái cuộn dây điện này các bác nhá. Đây em cân cái cuộn dây điện này. Đó. Thì nếu mà đồ dài thì các bác có thể quặc chéo lên như này. Còn đồ ngắn thì các bác có thể quặc cân trực tiếp luôn. Đây các bác này. Đó. Và cái này của nó sẽ là 0,60kg, tức là 6 lạng cho một cái cuộn dây điện như này các bác này. 6 lạng cho một cuộn dây điện như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Nên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo cầm tay như này. Giá sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, giá sẽ là 70k. Đó, cân treo cầm tay này. Giá sẽ là 70k cho một con cân treo cầm tay như này. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ mua đủ 200.000 là bên em sẽ bao ship thôi. Đấy, nhắc lại các bác là đơn hàng từ 200k trở lên là bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đối với các cái đơn hàng mà hàng giá trị hoặc là hàng dễ vỡ thì các bác yêu cầu là phải chuyển khoản cọc thì bên em mới đi hàng các bác nhé. Đó là lưu ý các bác giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Đèn dầu. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn dầu như này các bác này. Con này thì rất tiện ích luôn. Hàng thì nó sẽ là bằng hợp kim và giả cổ như này. Đó, rất đẹp luôn nhá. Khi các bác sử dụng thì các bác kéo cái lẫy này lên cho em. Kéo cái lẫy này lên để mình châm dầu vào đây. Đấy, và châm lửa nhá. Còn dầu thì các bác đổ vào cái này cho em này. Đổ cái này cho em. Đó. Con này thì các bác có thể dùng để mình để trên ban thờ này. Đấy, hoặc trang trí để co này, hoặc dùng để làm gọi là đồ cổ rất là ok luôn. Đấy, cái này cái nắp của nó rất là chặt này, để các bác cho dầu vào đây. Và cái này là cái bấc này, đấy cái bấc đèn của nó này. Đấy, thì cái bấc này thì các bác cứ sử dụng thôi. Bấc của nó rất là dài cho nên là mình dùng được rất là lâu năm luôn. Và rất là đẹp, các bác có thể treo lên như này để phòng khi mất điện này, mưa gió bão bùng này. Hoặc là các bác có thể dùng để trang trí trên ban thờ này, hoặc là dùng để mình đề co. Đấy, cũng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, đấy, có cái lẫy gạt các thứ như này này, để các bác có thể mở ra để mình châm dầu này. Đấy, các bác có thể châm ở nửa dưới này cũng được, hoặc châm ở trên, tùy theo cái nhu cầu của các bác nhé. Đó, đây, rất đẹp cho các bác luôn. Đây,
Đấy, và rất là xịn sò nhá. Quai đeo, quai sách các bác có thể treo trực tiếp như này. Đấy, hoặc là treo qua cái quai này rất là ok nhá. Đấy, quai này, quai sách, quai đeo đều được hết nhá. Rất đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim và của nó thì nó sẽ là cái dòng sơn giả cổ như này, rất là đẹp. Lên mã giúp cho em là đèn dầu nhá. Đèn dầu, giá của nó sẽ là 130.000 cho một em đèn dầu như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu này. Đó. Lên cho em là đèn dầu nhá. Đèn dầu giá của nó sẽ là 130k một em nhá. 130.000 cho cái mã đèn dầu. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã tiếp theo đó là cái đèn bão nhá. Các bác lên cho em là đèn bão. Đây nó sẽ là một con đèn như này, có kèm cho các bác cái dây sạc luôn. Dây sạc này thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220, không cần phải qua trung gian, nó rất là tiện. Và nó có tấm pin sạc năng lượng mặt trời này đây các bác này. Đấy đây, cái đèn nó báo này là đang sạc năng lượng này các bác này. Đấy, em che đi nó sẽ tối này, bỏ ra nó sẽ sáng này. Đó, tức là cái tính năng hoạt động đèn năng lượng mặt trời. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một quạt điện và một đèn. Đây, đèn thì các bác chỉ cần là khi nào sử dụng thì các bác kéo lên cho em là nó sẽ sáng nhá, kéo lên nó sẽ sáng. Đấy. Thì các bác lên cho em là đèn bão nhá, đèn bão. Đó. Và ở đây thì các bác lên cho em là đèn bão quạt đi, tại vì nó vừa là đèn vừa có một cái quạt như này. Cho nên là lên cho em là đèn bão quạt này. Đó, đèn bão quạt. Đấy, nó sẽ có một cái quạt như này. Gió cực kỳ mát luôn. Các bác nghe tiếng gió nó kêu chưa? Và con này thì thời gian mát của nó là thời gian quạt chạy của nó thì sẽ là từ 3 đến 5 tiếng, tùy theo các bác sạc pin nhá. Pin càng nhiều thì chạy càng lâu. Đó, và rất là dày, dẫn chắc chắn và rất là đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là chỉ có 100.000 cho một con đèn bão như này thôi. Cáp sạc, cáp xiếc đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, đầy đủ ngon lành, dây sạc với xiếc đầy đủ luôn. Và giá thì rất hạt rẻ nhá, giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một con đèn bão như này mà giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho em là đèn bão quạt nhá, đèn bão này. Đó, và có cả quạt luôn, cho nên là lên cho em là đèn bão quạt. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái đèn bão quạt như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là kia bộ nạo 3 món nhá. Các bác lên mã giúp cho em là nạo 3 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 món, cho nên là bên em lên tên nó là nạo 3 món luôn. Đây. Thì sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một cái con nạo to này. Con này thì dùng để mặt này thì nạo vỏ này và mặt này thì nạo sợi này. Đấy, con này thì sẽ là đa di năng. Đấy, và có quai đeo như này là có hai mặt, một mặt nạo vỏ, một mặt nạo sợi, rất là ok. Tiếp theo là con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái nạo ngang như này, một cái nạo ngang như này, và có cái đầu này để các bác khoáy các cái phần bị sâu nhá. Và một cái con dao như này. Con dao này thì bao gồm là một cái phần nhíp đằng sau để mình nhặt lông gà lông vịt này, và cái phần dao đằng trước này để các bác tỉa hoa quả hoặc là làm lòng gà lòng vịt đều ok hết nhá. Thì các bác lên cho em là nạo 3 món, giá thì chỉ có 30.000 thôi. 30.000 cho một cái bộ nạo 3 món như này, giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đó, để các bác có thể mua về để mình sử dụng trực tiếp trong gia đình nhà mình luôn. Đấy, giá rất hợp lý các bác nhá. 30.000 cho ba cái bộ nạo 3 món như này thì các bác cũng nên mua để mình sử dụng. Thứ nhất là cái giá nó hợp lý, thứ hai là hàng đa di năng luôn. Đấy, các bác có thể sử dụng đa di năng, rất hợp lý cho bác luôn. Và rất là giá rất hợp lý và rất là chất lượng các bác nhá. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em là nạo 3 món, giá sẽ là 30k. Đó. Qua lên cho em là nạo 3 món này. Lên mã giúp cho em là nạo 3 món nhá. Đó. Nạo 3 món này, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho cái bộ nạo 3 món này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cây gấp nóng nhá. Đấy. Cây gấp nóng như này. Thì con này thì các bác dùng để mình gấp thực phẩm, thức ăn rồi chiên rán xào nấu đều được hết nhá. Đấy. Lên cho em là cây gấp nóng nhá. Cây gấp nóng nó sẽ là một cái cây như này. Đấy. Một cây như này rất là tiện để cho các bác dùng để mình gấp nóng này, lật bánh, lật kẹo rồi chiên rán xào nấu các bác này. Đấy, ví dụ như đây là đây nó sẽ là một con cá này, một con cá để các bác kẹp vào như này, sau đó các bác lật lên lật xuống cho em, nó rất là ngon nhá. Đấy, hoặc là cái bánh này, đấy, kẹp như này lật lên lật xuống, hoặc các bác có thể nướng hấp hoặc là nói chung là đồ nóng các thứ là các bác dùng cái này cho em nó rất là tiện. Lên cho em là cây gấp nóng, giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi nhá. 30k cho một cái cây gấp nóng như này. Cây gấp nóng này. Cây gấp nóng nhá. Đó. Cây gấp nóng giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái cây gấp nóng như này. Rất tiện ích luôn. Hàng thì bằng inox, cực kỳ đẹp chất lượng và đánh như quả thị. Cực kỳ đẹp chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái sen cao su nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng sen đấy, bằng cao su như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, tức là bằng nhựa. Và cái đầu này của nó thì nó sẽ là có cao su như này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này, có đóng ngắt trên tay này.
có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước đóng mát trên tay, và nó sẽ có cái đầu cao su như này thì khi mình tắm thì mình massage nó rất là tốt luôn. Đấy, có dây cáp như này nhá, có dây nối như này, và hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bạn này. Đó, made in Japan, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác. Và con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 95.000 cho cái bộ sen cao su như này nhá. Đấy, 95k cho cái bộ sen cao su này các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá, sen cao su, giá của nó sẽ là 95.000 cho một cái bộ sen cao su như này đó. Các bác lên cho em là sen cao su này, sen cao su, giá sẽ là 95k nhá, 95k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn đây các bác. Kiểu dáng đơn giản khiến bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên trong tay cầm có chứa bộ lọc nước, có thể lọc sạch các tạp chất khỏi trong nước. Có tới 3 chế độ phun nước khác nhau dễ dàng chuyển đổi. Chế độ phun xương dễ dàng làm sạch các lỗ chân lông. Đối với các chị em hiệu quả trách nhiệm, bạn có thể yên tâm. Tắm cũng có thể trở thành những bí mật làm đẹp của chị em. Rất đơn giản chỉ với vòi hoa sen lọc tăng áp đa chức năng này. Kiểu dáng đơn giản khiến bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên trong tay cầm có chứa bộ lọc nước, có thể lọc sạch các tạp chất khỏi trong nước. Có tới 3 chế độ phun nước khác nhau dễ dàng chuyển đổi. Đấy, lên mã giúp cho em là sen cao su nhá, giá thì chỉ có cho bác là 95.000 cho một cái bộ sen cao su như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thước laser các bác nhá. Các bác lên cho em là thước laser, giá thì sẽ là 90 cành cho một con thước laser như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình làm thợ làm nghề, nó rất là ok cho các bác luôn, rất ok nhá. Ở đây thì sẽ có cho các bác là một con thước như này, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện. Ở đây, đầu tiên thì nó sẽ có cho bác là một cái thước đo 15 cm này, một thước đo 15 cm này, một con thước rút 2,5 m này. Đấy, một con thước rút 2,5 m nhá. Đấy, thước rút 2,5 m này. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là ba cái mực này, một cái nằm, một cái đứng và một cái nghiêng này. Đấy. Và cuối cùng của nó sẽ là một con laser như này nhá, một con laser này các bác này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Đây này. Đấy, các bác xem chưa? Cái tia laser này em dọa để lấy góc vuông này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là lấy góc vuông nhá. Đấy. Đấy, các bác gạt lên thì nó sẽ là lấy tia nằm ngang này, gạt xuống thì nó sẽ là tia đứng này, và gạt giữa này thì gạt về giữa này thì nó sẽ là hai tia lấy góc vuông nhá. Đấy, đây các bác này, rất là tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con thước laser như này thôi, rất tiện ích luôn và rất nhiều chức năng nhá, rất nhiều chức năng cho các bác luôn. Đây các bác tắt cái tia laser, tắt ở đây đó, thước rút này rồi thước đo thứ đầy đủ luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhé, giá sẽ là 90 cành một em này. Đấy, 90 cành cho một em thước laser như này. Con này thì rất tiện ích rồi, để các bác có thể dùng để mình làm thợ làm nghề, chế cháo, rồi nói chung là sử dụng làm đồ lặt vặt trong gia đình rất là ok luôn, và cái giá rất hợp lý nhá. Lên theo là thước laser này, thước laser, giá sẽ là 90k nhá, 90k cho một em thước laser như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chuyên chén mặt trời nhé. Đấy, lên cho em là bộ ấm mặt trời. Sản phẩm thì sẽ là khi các bác nhận được hàng thì sẽ là đựng trong một cái bao, một cái hộp vải rất chất lượng như này, hộp vải rất chất lượng như này, kèm cho các bác là một cái khăn lau này, một khăn lau này. Tiếp theo cho các bác là sẽ là một cái bộ bao gồm là 6 chén nhá, 6 chén như này, rất nhỏ xinh và đẹp cho các bác luôn. Bộ 6 chén như này nhá, có một cái hũ đựng trà, một cái hũ đựng trà này thì sẽ là đựng được khoảng 5 ấm trà này. Tiếp theo là một cái ấm trà nhỏ xinh này, một cái ấm trà nhỏ xinh như này, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi nhá. Đấy, các bác lưu ý cho em là trong lòng bàn tay như này nhá, rất là nhỏ xinh luôn, trong lòng bàn tay như này rất hợp lý cho các bác luôn, rất nhỏ xinh hợp lý nhá. Đó, tiếp theo thì sẽ có cho các bác là cái khay bằng nhựa này. Đấy, một khay bằng nhựa như này để các bác đựng nước này, và một cái khay bằng tre nhá, khay bằng tre thì để bên trên, khay nhựa để bên dưới, thì khi các bác dùng thì nước rót xuống nó sẽ xuống như này. Đấy, và một cái khay để các bác tráng chè này. Đấy, tráng cốc nhá, một cái kẹp như này. Đấy, bộ sản phẩm như này bao gồm cho các bác là 6 chén một chuyên, một cái hũ đựng trà như này. Đấy, và một cái khăn lau luôn. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời, giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Đó. Ấm mặt trời, giá sẽ là 140k nhá. Đấy, 140.000 cho cái mã ấm mặt trời như này. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn, đầy đủ combo cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chổi lông phớt trần nhá. Đấy, thì con này thì khi mà các bác mở ra thì cái chiều dài của nó sẽ được khoảng là từ rút ra thì chiều dài của nó sẽ là được khoảng từ 2,4 m đến 2,8 m tùy theo, và các bác chỉ cần là lắp đặt vào cho em như vào đây là xong. Đó,
rất tiện ích luôn, và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 55k cho một cái chổi lông phớt trần như này thôi, 55.000, giá cực kỳ hạt rẻ luôn đây nhá. Đây đấy, đây của nó sẽ là một cái đầu lông tĩnh điện như này, đầu lông tĩnh điện như này thì khi mà các bác lau chùi thì cái phần bụi nó sẽ cuốn hút vào đây đấy, bê hết vào đi đấy. Và cái này của nó này nó sẽ là ngoắt nghéo được các bác này, ngoắt nghéo được như này, rất là tiện này đó. Và ở đây thì các bác có thể rút ra như này, rất là tiện này. Tổng chiều dài của nó thì được khoảng là từ 2m4 đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8 tùy lô nhá. Đấy, và cũng rất chắc chắn luôn, thì các bác có thể dùng để mình phớt trần rồi phớt màng nhện các thứ đấy, hoặc là mình lau bàn lau ghế rất là gọn. Khi các bác cho vào thì nó chỉ tầm khoảng là đi 80cm thôi, 80cm ngắn nhất là 80cm, còn các bác có thể là xoáy ra cũng được, xoáy ra đấy, mình muốn gọn hơn thì mình xoáy ra đấy như này, và mình có thể là cất đi. Còn các bác nào lười thì cứ để trực tiếp là mình dùng, hoặc bác nào cẩn thận thì cất đi, lúc nào mình dùng thì mình lại xoáy ra đấy, và rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá, có hộp đựng cho các bác như này. Các bác lên cho em là chổi lông phớt trần giá chỉ có 55.000 thôi, chổi lông này, chổi lông phớt trần nhá, chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k cho các em chổi lông phớt trần như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo dán giày nhá. Các bác lên cho em là keo dán giày này, một lọ này thì giá của nó sẽ là 15k nhá, 15k cho một lọ keo dán giày như này đấy, 15.000 cho một lọ thôi. Bác nào lấy từ 3 lọ thì bên em sẽ tính cho bác cái giá là 40.000 cho 3 lọ keo dán giày như này. Ở đây thì nó siêu chuyên, keo này của nó là một cái dòng keo gọi là khô chậm các bạn, cho nên là dùng rất là tốt, và nó có cái đầu ti như này thì không bao giờ tác này. Các bác chỉ cần là bơm như này thôi, nó sẽ là thuộc cái dạng keo như này con này. Đấy, keo này nó sẽ khô chậm thì rất là tốt luôn, và cái đầu ti này thì các bác sử dụng thì không bao giờ lo bị tắc ở đầu nhá. Đấy, rất là thông minh. Giá sẽ là 15k cho một lọ keo dán giày như này. Đấy, và chuyên để dùng để dán giày nhá. Khi các bác lắp đây nhá, các bác lên cho em là bộ dao, bộ lưỡi kem nhá. Đấy, thì khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một bàn cạo này, một lọ kem này, một bàn cạo, một lọ kem, và 30 đến 35 lưỡi như này. Khi lắp đặt thì các bác chỉ cần là giữ cho em cái phần trắng này ngửa lên như này. Đấy, phần trắng này lên đằng trước và cái phần lưỡi thì úp xuống. Sau đó thì các bác cần nhấp như này thôi. Nhấp này ấn nhẹ là nó vào luôn này, rất đơn giản nhá. Đây, khi các bác lắp thì không cần phải mạnh tay đâu. Trước tiên là tay mình nhấn cái này cho nó mở cái miệng này ra này. Nhấn này mở miệng ra, sau đó thì các bác chỉ cần nhấn vào này cho em là xong. Đó. Và các bác dùng để mình cạo râu này. Đấy, cạo râu vệ sinh rất là ok. Đấy, hai lưỡi kép. Và bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là từ 30 đến 35 lưỡi, hàng về theo lô. Hàng về theo lô nhá, từ 30 đến 35 lưỡi, kèm một bàn cạo và một lọ kem. Một bàn cạo, một lọ kem. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem. Ôi, lên nhà đi. Bộ lưỡi kem quét dọn, lau cầu thang đi. Lên cho em là bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, chỉ có 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem này thôi. Bao gồm cho các bác là từ 30 đến 35 lưỡi, dùng quanh năm ngày tháng luôn. Đó. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 60k. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này. Rồi ok.